lâu ngày đó gặp thấy người tướng tá ngon không? Ngon ngon. Để như giám đốc du lịch ha. Đúng rồi giám đốc. Bạn nói khó đó. Trung thường trung lớp sân khấu điện ảnh luôn. Tôi cảm ơn mẹ của cu Tài, đó là Tố Nga, nguyên là vợ của tôi. Tôi nói là tôi đi tìm vợ để bà lên bà phụ với tôi và coi bà chọn đó. Bà nhận lời liền. Chị này cũng rất được ạ. Nói chung là thấy là ok đó, dễ thương. Nói về nghề nghiệp thì cũng hợp với anh Công quá. Thì có gì đâu, em cứ đi hát ở nhà, anh rảnh anh nấu cơm cho em ăn, chuyện bình thường mà. Xin mời nhà gái. Chào cô gái của chúng ta. Mời cô gái ngồi. Mời nhà trai. Tài đất. Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Chào đạo diễn thành công. Bạn tôi trời ơi, bất ngờ quá. Bữa nay là mà lâu ngày đó gặp thấy tướng tá ngon không? Ngon. Để giám đốc du lịch ha. Đúng rồi, giám đốc du lịch mà. Đây là anh Thành Công, đạo diễn của trường sân khấu điện ảnh Hồ Chí Minh. Chào người đẹp. Em chào anh. Tưởng đâu ai xa lạ. Rồi tôi gặp bạn tôi, bạn nói khố đó. Chung trời trường, chung lớp sân khấu điện ảnh luôn. Vậy là bữa nay phải ráo riết vô chứ. Ráo riết vô, bây giờ đi qua hỏi nhà gái bạn liền nha. Mà. Dạ. Thưa quý vị, nhà trai chúng tôi đã biết rồi. Bây giờ xin mời quý vị đến với phần giới thiệu của nhà gái ạ. Rồi nhà gái giới thiệu cho nhà trai nghe cái coi nè. Chào Ngọc Lan. Dạ. Chào Quyền Linh cùng tất cả quý vị khán giả hiện đang xem trong truyền hình nhỏ trong ngày hôm nay. Tôi là Nguyễn Thị Kim Hoàng. Năm nay tôi 52 tuổi. Quê quán tôi ở phố núi Vlecu. Hiện tại thì tôi đang sống ở quận 12, phường Hiệp Thành. Tôi là nghệ sĩ tự do. À, nghệ sĩ bên luôn hả? Đạo diễn. Trời hay vậy ta. Là... Bây giờ Linh thì biết Công rồi, bây giờ Công giới thiệu cho khán giả truyền hình được biết đi. Tôi là Nguyễn Thành Công, nguyên là đạo diễn sân khấu, nhưng do thời gian thăng trầm của cuộc sống tôi trở qua làm nghề dịch vụ kinh doanh du lịch và sự kiện, đang làm ở tại quận Bình Chánh. À, là giám đốc công ty du lịch ha. Dạ. Tôi xin giới thiệu chút xíu ưu điểm của nhà trai luôn nha, bởi vì tôi rành nhà trai lắm. Nhà trai á là ngày xưa là phó đoàn ca múa nhạc Bình Phước, học sân khấu điện ảnh ra, làm diễn viên có, làm đạo diễn có, ưu điểm là nhanh nhạy, ca hát múa đều giỏi hết. Không, nhiều cuộc sống mưu sinh nó tất bật thành ra chuyển qua nghề du lịch vậy thôi. Khuyết điểm là chuyện gì cũng làm hết. Thành ra chuyện gì cũng làm, thành ra nó nhiều chuyện quá, không có chuyện nào làm nó chuyện nào. Đó là ưu điểm, khuyết điểm của nhà trai. Dạ thưa, nhà gái của chúng tôi cũng chẳng kém cạnh nè. Nhà gái của chúng tôi là một người đa tài ạ. Chị mình thể hiện tài năng của mình liền chị. Mời. Phụng thừa trắng quang thành, nguyên soi phò đường bang, đại kỳ dương quý vũ, sáng danh phàng lê quê. Wow. Dạ, tôi xin nói thêm, tôi là một trưởng đoàn cải lương Hòa Quảng, cũng là một bầu sô chuyên môn lãnh về tiệc cưới, hỏi, sinh nhật hoặc những cái tất niên cuối năm công ty. Nói chung chung là về bên nghệ thuật, ca cổ nhạc tôi đều làm được. Trời hay quá. Thành Công làm liền, đáp liền Thành Công. Rồi bây giờ là sẽ hát cái bài mà tôi mới sáng tác hồi tối, ngủ không được. À vậy đó hả? Nôn nóng cái ngày hôm nay quá. Thôi thức dậy viết một đoạn cao phi, giờ hát thử nha. Xin chào bà con đang xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Bồi hồi chờ mong mau mau đến ngày hôm nay. Ráo rực háo hức mong tìm được người về chung sống. Chung sức chung lòng ta xây tổ ấm đón chào ngày vui. Đồng vợ đồng chồng tương lai sẽ có nhà lầu xe hơi. Yeah. Hết. Hai ngày về chắc vui lắm rồi nha. Nãy giờ coi như là mình chào sân là vui vẻ rồi. Bây giờ mình tới cái phần là tình trường đi ạ. À. Rồi do nhà gái nói trước đi. Dạ chị gái, bây giờ tình trường của mình nó như thế nào vậy chị? Mình à, tình của mình thì 30 tuần. Dạ. Mình đi vào đoàn hát không? Thì mình có chồng ở trong đoàn luôn. Dạ. Cưới hỏi ra xong rồi lớn lên rồi vợ chồng không hợp rồi chia tay. Rồi anh ấy ảnh cũng có gia đình, rồi cũng có vợ con, nhưng mà chúng tôi cũng là bạn bè. Dạ. Vẫn bạn bè, vẫn giúp đỡ qua lại để đi lưu diễn. Cùng ngành luôn hả cùng chị? Cùng ngành luôn. Dạ.
sau này ảnh đang lưu diễn cho mình, tự mình làm trưởng đoàn á. À, mình kêu ảnh hát thì trên đường đi ảnh cũng bị tai nạn thì ảnh mất. Rồi thì sau đó tôi có quen một người thì cũng 4-5 năm, nhưng mà về do cuộc sống mình cứ dồn về những cái công việc để làm ăn cho hồi nhỏ gia đình rất là khó khăn. 13 tuổi là mình đã đi xin vào đoàn để làm rồi, để kiếm sống rồi. Rất là chịu thương, chịu khổ, chịu khó để vươn lên trong cuộc sống. Cứ lôi cuốn vào mình đi làm á. Cho nên mình với anh ấy nó cũng có cái thời gian nó bị chéo nhau á. Cho nên nó cũng không hợp lắm thì chia tay. Dạ, có mối tình nào chị có con không ạ? Ông xã đầu tiên. Là chị có mấy người con ạ? Một đứa con gái 27 tuổi. Wow. Mình có hai đứa cháu ngoại rồi ạ. Trời ơi, body vậy, nhan sắc vậy mà nó có cháu ngoại ai tin không trời? Trời đẹp lắm nha. Phải không? Dạ. Để tôi qua tôi coi thăm nhà gái coi sao mà thấy đẹp, tôi coi mắt cho nhà trai cái coi. Dạ xin mời ạ. Trời, bà ngoại đó. Dễ thương quá. Không có nghĩ là bà ngoại luôn nha. Trời đất ơi. Cảm ơn anh nha. Xinh xắn dễ thương. Trời, tóc dài quá trời dài luôn hả? Trời, mái tóc này tóc mới diễn được những cái tuồng cổ chứ. À, nhà trai thấy chịu rồi nha. Dạ. Tóc dài như Ngọc Quyền luôn rồi nha. Bây giờ nhà trai tôi nè, nghe đường tình duyên nè. Đúng rồi, đó. Xin mời. Sau thời gian chung sống với người vợ cũ mình cũng chịu nhiều cực khổ, gian nan thử thách. Hả? Vợ cực hay là... Vợ cũ và tôi cũng cực luôn. À, chứ đừng nhưng mà nói cái sống, mình sống cực gió này. Gia đình đó là cái duyên vợ chồng nó không đến được với nhau nữa. Thì phải chia tay. Thì có đứa con trai, hiện nay cháu nó cũng làm ngành du lịch. Cháu nó đang đi châu Âu học tập về du lịch. Còn bao nhiêu tuổi? Cháu nó nay 26 tuổi. À, 26 tuổi, con trai ha. Con trai sống tự lập. Ừ. Giữa tôi với mẹ của cháu nó mặc dù là thôi nhau, là duyên nợ nó không còn. Nhưng tôi nghĩ tới cái nghĩa, cái tình, cái sợi dây tình cảm với đứa con á. Thì thôi mình thấy bả thiệt thòi hơn mình, thôi mình giúp được cái gì giúp trong cuộc sống. Và tụi tôi vẫn thường xuyên nói chuyện cái gì liên quan đến con thì vẫn thường xuyên nói chuyện. Ừ, tức là bạn bè nhau đúng không? Dạ, bạn bè tốt. Có khi nào tình cũ không rủ không tới không? Không, cái chuyện đó đâu rất là rõ ràng, đâu ra đó. Phải rõ lắm đúng không? Rõ ràng, không có vụ lăng nhăng tình cảm. Đó, bây giờ là mình muốn tìm một người gắn bó với mình suốt đời luôn á. Như thế nào, hình thức thế nào mình có thể diễn tả xem giống anh đạo diễn bên kia không? Nói chung là mình cũng nếu về cái dáng dấp thì mình cũng không phải cần là đẹp lắm đâu. Dễ nhìn là được rồi. Quan trọng là có một cái tấm lòng ôn hòa, có một gương mặt điềm đạm, hơi lạnh lùng chút xíu. Hơi lạnh lùng hả? Anh này không lạnh. Điềm đạm, hơi lạnh lùng. Bạn tôi hơi vui, mặt vui lắm. Tính tình thì phải hiểu biết và nói chung là phải có tiếng nói chung với gia đình và là một chỗ dựa vững chắc tinh thần cho mình. Còn nhà gái không thích đàn ông gì không? Mình không thích hút thuốc thôi. Không. Để em qua em hỏi. Không có hút. Như là gia trưởng. Em chào anh. Gia trưởng thì không biết sao, để hồi tôi hỏi nha. Anh có hút thuốc không? Bỏ thuốc nay cũng 30-40 năm mà không hút thuốc. Oh wow. Dạ, tốt quá. Anh có gia trưởng không? Gia trưởng thì không có gia trưởng, tôi rất là công bằng. Nếu như cô ấy là đưa ra một cái đề tài gì đó trong công việc giờ cho gia đình, dẫn dắt gia đình mà cậu tôi thấy hay thì tôi tôn trọng. Còn nếu như tôi là người leader trong gia đình thì tôi dẫn dắt gia đình, thì nếu thấy tôi làm đúng thì cô cũng nên tôn trọng. Thì điều đó là cái không biết đâu là gia trưởng, sự cân bằng bằng phẳng nhau. Bây giờ thí dụ như là chị đi diễn nhiều quá đó, thì công việc nhà nhiều khi cũ chỉ muốn nhờ anh chia sẻ giúp chị, thì anh có sẵn sàng làm được không? Chuyện nhỏ, mình làm không được, mình thuê người làm. Đó, trời ơi, đúng rồi. Cái đó dễ anh ha. Đúng rồi. Anh có mong muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Tôi chỉ mong tìm một bạn gái là biết tôn trọng chồng mình đã và đang làm gì, công việc gì. Cái thứ hai là đừng có mong cầu nhiều quá trong cuộc sống. Nhiều khi anh phải thế này, anh phải thế kia, anh phải thế nọ, mà mong cầu nhiều quá không được, cái là dễ sân lên, mà sân lên là dễ bị xung đột. Dạ, hả? Nếu mà vậy thì mở rào ra là hai anh chị phải hỏi nhau nhiều. Mở ra ta tự hỏi nhau luôn. Rồi bây giờ là mình hỏi đó. Người thân đi. Đúng rồi, nhà gái đi với ai nè? Con gái, mình có một đứa con thôi. À con gái nữa hả? Rồi, gái xinh, xinh quá. Dạ, chào chú. Con cứ ngồi đi con. Chào chị Ngọc Lan, chào chú, chào tất cả các anh chị ở đây. Dạ, con tên là Thảo Nguyên, là con gái của mẹ Hoàng. Bây giờ là con nhận xét về người đàn ông này đi. Cảm quan của con nhìn mới đầu người này như thế nào? Dạ, thứ nhất là con nhìn chú rất là dễ mến ạ.
cái gương mặt của chú tạo cái cảm giác thân thiện với người đối diện. Và cho con hỏi thêm là chú có nóng tính không ạ? À, hồi trẻ đó, mình chưa có kinh nghiệm, mình không biết kiềm chế cảm xúc của mình. Bây giờ mình lớn rồi, cái tính nó đầm lại. À, cái gì mà nó bất như ý mình á, mình phải bình tĩnh lại để mình kiểm soát cái cảm xúc mình. Dạ, lý do con hỏi điều đó là tại vì mẹ con có một cái tật tính xấu, đó là nóng tính. Không phải là lúc nào cũng là nóng tính, nhưng mà một khi có một cái vấn đề gì đó xảy ra thì mẹ sẽ rất là nóng tính. Thì đó là một cái khuyết điểm của mẹ. Thì nếu như mà trong trường hợp mẹ nóng tính thì chú có thể nào mà xoa dịu cái nóng tính đó của mẹ được không? Nếu mà rơi trong hoàn cảnh đó, chú hết sức là càng bình tĩnh hơn. Tại vì mình người ngoài cuộc, mình kiểm soát được tâm lý đó. Và chú có thể chú cho cái người đó nghe cái bài Người Nóng Tính, và để người đó biết kiềm chế cảm xúc. Dạ, con cảm ơn chú. Có bài nóng tính, nóng tính luôn hả? Kiềm bài chế. Hát, hát sao anh? Hả? Không, cái đó bài đó tôi chưa soạn. Đạo diễn luôn. Món mà nóng tính. Ai chửi mắng thì ta giả điếc, chửi xong rồi thì thôi chứ sao. Gì kỳ vậy? Tự chế. Tự chế vậy. Bây giờ nhà trai mình đi với ai? À, hôm nay cũng bất ngờ, tôi cũng đầu tiên là tôi cảm ơn mẹ của cô Tài, đó là Tố Nga, là mẹ của Tài, là nguyên là vợ của tôi. Đó, nguyên là vợ của tôi. Phải nói là sau khi hai bên nó không còn duyên nữa, nhưng mà do tụi tôi đối xử cũng có cái gì đó nó tốt với nhau đó, nên là hôm nay tôi nói tôi đi tìm vợ đó, bà lên bà phụ với tôi, bà coi bà chọn ấy, bà nhận lời liền đó. Rất là tôi cảm ơn. Cảm ơn chị rất nhiều vì hành động này. Cuộc đời thấy nó đẹp không? Rồi chào Tố Nga, thật ra cũng không có xa lạ gì hết á, cũng là thân quen với Quỳnh Linh rồi. À, bao nhiêu năm rồi, lâu lắm mới gặp lại Tố Nga. Em chào anh Linh, chào em. MC Ngọc Lan. Dạ. Chào mọi người trong phim trường ạ. À, cảm xúc của Nga hôm nay thế nào khi mà mình đi coi mắt vợ cho chồng cũ của mình? Chào, dạ. Cảm xúc nói sao Nga? Chung thì nó cũng hồi hộp, em cũng cầu mong mảnh là tìm được một cái người đó hạnh phúc để tránh sống hạnh phúc sau này ạ. À, sau này tụi em vẫn là bạn bè thôi. Dạ chị ơi, vậy chị có điều gì dặn dò không chị? Ví dụ như tính tình của ảnh như thế nào, có cái gì mà mình cần né ra không, chị dặn trước đi chị. Nói chung là tính anh Công thì anh cũng rất là tốt, rất là được, nhưng mà có cái là cái tôi thôi. Về thì mình điều tiết lại cái đó tí xíu, thí dụ như lúc ảnh mà cái tôi quá thì mình nên nhường tí xíu thì là được ạ. Chứ còn riêng anh Công thì cái gì cũng ok hết ạ. Rồi cảm ơn bạn. À, hay quá. Rồi bây giờ Nga thấy nè, Nga nói cho Công nghe đi, theo Nga đánh giá đây là người phụ nữ thế nào? Theo em thấy thì chị này cũng rất được ạ. Nói chung là thấy là ok đó, dễ thương, nói về nghề nghiệp thì cũng hợp với anh Công á. Hai người cũng hợp với nhau đúng không? Thấy hợp á. Thấy hợp dạ. Đó. Dạ. Cảm ơn. Cảm ơn chị. Nhìn nụ cười của Nga hạnh phúc thấy cũng rất là cảm động ha. Cảm ơn Nga rất là nhiều về cái sự xuất hiện của em, để chứng minh thêm rằng là Công cũng tương đối là một người tốt. Chỉ có cái tôi thôi. Mà nãy Công có nói là đó là thời xưa rồi. Còn bây giờ lớn tuổi chắc là cái tôi nó cũng dằn lại một chút rồi. Bây giờ chúng ta mở rào. Bây giờ tới phần trình bày của Công ha. Mời Công. À, chào em. Em rất là xinh dáng. Chào anh. Dạ. Rồi sao bữa cơm này là ai nấu đây nè? À, gì đây? À, tôi thì tôi có cái thói quen là thích ăn đồ nhà mình làm thôi. Tôi tự làm, sống độc thân mà. Tôi làm sẵn hết á. Thì hôm qua thì cũng có làm cái món cá điêu hồng kho với lại mía lao đó, tôi kho sẵn rồi, sẵn đây làm quà cho thể hiện cái tình cảm chính bằng tay mình làm. Dạ, ngon không? Ngon, nó cũng là một cái sức của mình bỏ vô đó. Tại lại thử vừa mời bạn đây, con bưng lại coi sao. Ăn xong là có thử coi nào. Có trái cây thì thường tôi ăn cơm xong phải có trái cây thử đó. Xem đó. Rồi em xin phép anh thử, em đem thử đó. coi giám đốc du lịch rồi sao đó, rồi. Trời ơi. Có vừa dặn không? Thêm miếng cơm trắng nữa ngon. Được không Hoàng? Dạ, ngon. Được hả? Rất ngon. Thì có gì đâu, em cứ đi hát ở nhà, anh rảnh anh nấu cơm cho em ăn chuyện bình thường. Rồi nên thử miếng cá dừa hồng kho lấy cho em. Mày lấy nha. Trời ơi. Mà cái này là
có xương nhưng bảo đảm xương mềm, anh làm rất là mềm như cá mồi luôn. À, em ăn thử, cứ bỏ nhiều vô để cảm nhận. Ừ. Em thấy có xương mềm cay không? Cay. Xương mềm không? Mà cũng thơm nữa. À. Ngon lắm anh. Rồi. Cảm ơn anh nha. Bây giờ mời nhà gái coi. Dạ nhà đúng rồi ạ, à. Mời nhà gái lui cung ạ. À. Nhà yeah. trai tôi biểu diễn tiết mục đầu tiên, hát cái gì đó, nhảy gì đó cho nó vui vui ra mắt nhà gái của con Công. Thôi tôi hát cái bài ca cổ toàn chữ cờ. Vậy tôi tên là Thành Công, thành cái chữ toàn chữ cờ thì tôi sẽ hát cái ca cổ toàn chữ cờ nha. Chiều chiều cô trâu chơi cò cò cánh chuồng chó của chị chú chiên, có cây cao cây chanh cây chôm chôm cây chuối. Cô cháu chơi cò cò chán chẳng chịu chơi, cầm cống có ca cổ con chó chịu con chó cười. Con chó cắt tơ cắn chịu chơi con chó cha cha. Cô cháu cần cọc cuốn chó cái cốc, con chó chạy cầu cứu chị chú chiên. Chị chú chiên chửi cha chửi cô của cô cháu. Cô cháu cầm cuốc cụp cần cổ chị chú chiên chỉ chạy có cờ. Còn cô cháu cổ cổng con chó chịu con chó cười. Chim mơ chim mơ. Vỗ tay em. Bây giờ mình ngồi đó đi ha. Dạ, nhà gái cũng có món quà tặng cho nhà trai ạ. Khui quà anh tặng. Đây em tặng cho anh. Rồi, anh cảm ơn. À, cà rà bát. Đúng cái sở thích của mình cũng ra đường. Không, mở mở ra ướm thử coi. Dạ, đúng cà rà bát. Ướm thử cho. Chị có thể cho em chọn luôn cũng được ạ. Em chọn cái màu này là mặc áo sơ mi nào cũng được ạ. À, đúng là nó phù hợp. Cảm ơn em nhiều nha. Thử đeo vô thử coi. Đeo cà vạt mới đi. Tạm thời vậy ha. Thôi sẵn đây anh tặng cho em tiếp một cái double nữa, cái quà nữa. Tại anh làm du lịch mà anh tặng em cái voucher đi du lịch quỷ núi suối ma. Tặng hai mẹ con nếu được duyên anh đi nữa. Đó, anh tặng thêm một vé nữa. Du lịch Đà Lạt nha, nổi tiếng. Dạ. Em thường đi làm show, làm sự kiện, mình làm một công ty riêng hay là làm cho người ta? Hồi xưa là em ở đoàn. Hồi nhỏ là em học đồng ấu hát bộ, xong lớn lên chuyển thầy cải lương. Sau này vô đây thì mới học thêm hồ quản. Ừ. Rồi em hồi đó thì ở ngoài đó thì em cũng đi Bắc Nam rồi em cũng làm trưởng đoàn. Nói chung là cũng gian truân. Nhưng mà vô còn thành phố thì cũng phải cố gắng. Để làm một trưởng đoàn á là phải đầy đủ bản lĩnh lắm. Mà dạ. Bạn là nữ thì cá tính chắc là hơi men để xử lý mọi việc. Em hồi nãy nói ưu điểm thôi. Khuyết điểm của em cũng có. Khuyết điểm của em là cái tính em rất là thẳng tính và nóng tính. Tại vì em rất là cương trực. Ví dụ như em nhắc một lần, hai lần, lần thứ ba mà không tươm tắt là em la ngay. Dù người đó là ai em cũng la liền. Nhưng em la là trong cái khoảnh khắc đó. Nhưng cái la đó nó có để âm ỉ trong lòng em, nó ngồi nổ hoài. Dạ không, tại vì em muốn người ta tốt hơn. Công việc phải tươm tắt hơn. Nhưng mà người ta không thay đổi được, người ta không tốt thì sao? Có nghĩa là đó là muốn em lại mong cầu. Mong cầu nhiều quá người ta không đáp ứng được. Thì có phải mình dễ bị sân lên không? Dạ. Nếu em đã nói một lần, hai lần, lần thứ ba em la mà không được nữa thì em không dùng người đó nữa. Không phải dùng, như vậy thì em phải tôn trọng chứ. Thì mới bền nhau được, không lẽ đụng cái là cứ chặt giò, đụng cái chứ chặt giò. Nếu như trường hợp của anh rơi trường hợp đó thì anh có thể chia sẻ là mình phân tích. Mình bỏ cái mong cầu đi là nó sẽ nhẹ nhàng. Mà cái đáp ứng, cái bất như ý mà nó cứ tác động như mình, cái mình sân lên, tác động mình không đáp ứng được mình sân lên thì không lẽ vợ chồng đi tới đây là cứ lại chia tay nữa. Không, cái đó là anh nói về vấn đề gia đình vợ chồng. Còn cái này là em nói về công việc làm ăn. Dạ, còn vợ chồng thì nó cũng tùy theo hai người, quan trọng là có tiếng nói chung hay không, có tạo ra một cái thoải mái cho nhau hay không. Một khi mà đã chấp nhận mà thương nhau mà hiểu nhau rồi, thích nhau rồi thì những cái chuyện lớn cũng thành chuyện nhỏ. Ví dụ còn như nếu giờ mà không thích rồi chuyện nhỏ cũng là thành chuyện lớn thôi. Ví dụ như bây giờ anh đang làm công ty du lịch thì em có thể em về hỗ trợ cho anh một cái mảng nào đó được không? Em chưa rành về sản phẩm du lịch thì anh có thể đưa sản phẩm và anh huấn luyện cho em trở thành du lịch. Thì em có thể là một người đi chào bán hàng, giới thiệu tư vấn về mảng du lịch. Hoặc là một cái sản phẩm về mặt dịch vụ sự kiện. Sự kiện là chắc em phù hợp hơn hả? Em xin lỗi nha. Em chưa biết được. Tại vì giữa em với anh nó chưa có một cái mối quan hệ gì để ràng buộc hết. Thành đúng em rồi. Không thể nói trước được. Đúng. Thôi bây giờ là anh với em hát một bài nào đó lãng mạn xong ca được không? Một đoạn thôi. Dòng sông của em ha. Dòng sông của em, ok. Một đoạn ha. Nào đứng nắm tay nhau đứng lên diễn xuất đi nào. Đó. Chào em. Anh Công ơi. Ơi anh nghe. Chiếc xuồng nhỏ đưa hai đứa mình về sớm nhỏ.
nghe rì rầm tiếng sóng vô gần xa. Dòng sông quê đẹp bông trắng ngà, nghe có xa xa lòng anh chẳng nhớ. Ơi dàm cỏ đông, ơi hỡi dòng sông, nước xanh biển biếc chẳng đổi thay dòng. Đuổi pháp đi rồi, đuổi mỹ xâm lăng, giết tan đời giặc giữ gìn quê hương. Giết tan đời giặc giữ gìn quê hương. Tớ bối cao quá em ơi, em lấy tông cao quá, cao quá không nổi, để anh lấy tông lại nha. Từ buổi quen nhau anh thường kể cho em nghe chuyện màu xanh trên dòng sông Dàm Cò. Kỷ niệm quê hương ấy tình em đó rồi năm tháng xa nhau như con sông nhỏ trong lòng ca đi chật lắm hết trơn. Rồi bây giờ mình trở về ghế đi, chúng ta cũng hết thời gian rồi ha. Nếu mình cảm nhận đây là một người bạn có thể cùng tìm hiểu để tiến xa hơn thì mình bấm nút. Còn nếu mình cảm giác đây không đúng thì mình không cần bấm đâu các bạn. Tìm hiểu mà cứ bấm đi em. Theo anh, anh rất luôn tôn trọng người đẹp, chắc chắn là anh sẽ chọn cô này để anh tìm hiểu. Anh bấm cái này, anh bấm cái này. Dạ vậy thôi em đếm luôn 1, 2, 3 ạ. Em không bấm. Bấm đi em. Là không có cơ hội tìm hiểu hả? Em xin lỗi. Anh bấm. Xin lỗi anh nha, anh rất là dễ thương, rất là vừa hí hỏng, vui tính. Không phải em không bấm cho anh thì cũng rất là nhiều người khác cũng để ý anh, bấm cho anh. Nhưng mà không phải không bấm là không chấp nhận. Thì mình cứ tiếp tục có thể cho nhau điện thoại, mình tìm hiểu với nhau. Dạ. Rồi, anh cảm ơn em rất nhiều. Cũng cảm ơn chương trình đã cho Diễm Hoàng gặp một người bạn cũng rất là vui vẻ. Đây cũng là một quả duyên, nhưng mà chưa tới cái nợ cho lắm. Đúng rồi. Thì cứ còn tìm hiểu nữa anh nha. Rồi rồi. Chúng ta là những người lớn hết rồi, không quan trọng điều đó. Không quan trọng. Chúng ta có thể tìm hiểu ở nhau ngoài đời cũng được, không sao cả ha. Dạ. Chúc chúng ta mỗi một người sẽ sớm tìm được một nửa mảnh ghép của mình. Nhưng mà biết đâu, có những cặp đôi không bấm trên sóng truyền hình. Dạ đúng. Nhưng sau đó họ đã cưới nhau. Đúng rồi anh. Chúng tôi thông báo như vậy dạ, nha. Dạ. Rồi bây giờ sẽ là những phần quà. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity, một bộ sản phẩm trọn gói nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bàn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một lò nướng TLMC 35Z, nướng tự động công suất 1500W, xuyên nướng xoay 360 độ, điều chỉnh nhiệt độ độc lập, kính cường lực cách nhiệt 2 lớp, lò nướng TLMC 35Z, thiết kế kim cương, món nướng luôn ngon. Chương trình gửi tặng các bạn một phần quà, đó là cặp mũ bảo hiểm M139 của thương hiệu Royal với kiểu dáng 3/4 đầu, đảm bảo chất lượng an toàn theo dây chuyền sản xuất hiện đại. Đặc biệt với thiết kế kính âm độc đáo, giúp các bạn an toàn hơn khi đi đường xa, giúp che nắng, chắn mưa, che khói bụi và ẩn vào trong khi không cần thiết. M139, an toàn, thời trang, tiện lợi cho tất cả mọi người. Rất tiếc là ngày hôm nay chúng ta không đồng ý hẹn hò với nhau. Nhưng đừng lo, chương trình cũng sẽ dành tặng các bạn một phần quà là gói Ruby để trải nghiệm miễn phí nhiều tính năng hấp dẫn của ứng dụng Speed Couple. Ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh và thân thiện sẽ giúp các bạn độc thân tìm được một nửa của mình. Trong ứng dụng này, bạn cũng sẽ được tư vấn bởi ông Mai bà mối duyên dáng nữa nhé. Dù sao đi nữa cũng đã một lần gặp gỡ, cũng có một kỷ niệm rất là đẹp. Rồi. Dạ. Cảm ơn. Cái là một kỷ niệm nha anh. Rồi, cảm ơn em rất nhiều. Dạ. Lát cho anh xin số điện thoại nha. Dạ. Anh kiên nhẫn lắm á. Dạ. Cảm ơn anh chị. Xuống dưới xin số điện thoại. Tha hồ mà trò chuyện nha. Đây, cặp đôi đầu tiên. Một chút tiếc nuối nhưng mà không sao. Tôi tin rằng họ sẽ gặp nhau đó. Họ sẽ nói chuyện với nhau. Và điều gì tới nó cũng sẽ tới thôi. Bây giờ mình tiếp tục thôi. Đúng rồi, xin mời quý vị và các bạn đến với cặp đôi thứ hai. Trải qua ba mối tình sâu sắc,
Trời ơi, ba mối tình sâu sắc hả? Trời ơi, dữ vậy. Nói chung ba bạn nữ cũng rất là tốt. Em thì chưa có mối tình chính thức nào. Tuy là bề ngoài là vui vẻ, nhưng mà để mà thật sự thân thiết với em ấy, nó cũng cần một thời gian đi chậm từ từ. Em là một người chỉ thích tiếp cận chậm, không thích nhanh. Đấy, tùy vào ý chí của anh. Mời nhà trai. Mời em ngồi. Xin mời nhà gái. Mời, chào em, mời em ngồi. Thôi, giới thiệu về mình đi em trai. Dạ, chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào bạn nữ bên kia cùng toàn thể quý vị khán giả. Em tên Trần Cao Sang, năm nay 29 tuổi, hiện đang kinh doanh và sinh sống tại Vĩnh Long. Kinh doanh gì Sang? Dạ, em nhà em kinh doanh về dịch vụ ô tô xe tải. Cụ thể là giữ xe, rửa xe, cho thuê. Dạ, em còn có buôn bán thêm xe tải cũ, ô tô cũ. À, là Sang kinh doanh luôn á đúng không? Dạ, em kinh doanh cùng với chú. Rồi. Dạ. Mời nhà gái. Giới thiệu về mình em nha. Em chào anh Quyền Linh ạ. Chào chị Ngọc Lan ạ. Chào các quý vị khán giả ở đây ạ. Em tên là Đỗ Thị Hải Yến ạ. Năm nay em 28 tuổi. Em thì quê ở Thanh Hóa nhưng hiện tại đang làm việc và sinh sống tại Nha Trang ạ. Công việc hiện tại của em là em làm tại phòng kinh doanh của một khách sạn 4 sao chuyên về mảng dịch vụ lưu trú và tổ chức sự kiện tiệc cưới. Dạ. Ở tại Nha Trang luôn hả? Dạ vâng, tại Nha Trang. Là em mới bay vào đây để tham gia chương trình. Dạ vâng, đúng rồi. Trời, em mới đi từ tối qua. Quý quá. Dạ. Trời, em gái dễ thương quá. Bây giờ thì ưu điểm của mình, khuyết điểm gì mình nói cho nhà trai nghe cái nè. Ưu điểm của em ý, thì là em là một người vui vẻ, hoạt bát, có một chút hài hước nữa. Dạ, em thì luôn khiến mọi người xung quanh là vui vẻ. Ở đâu em cũng hay thích những nơi sôi động. Em thì yêu thích thể thao này. Đấy, em thích hoạt động ngoài trời, thích du lịch, ăn uống. Dạ. Cái này là cái điểm thế cộng đó nha. Xuất hiện đâu mọi người vui vẻ đó là điểm cộng luôn. Rồi còn dạ, bạn Cao Sang bên kia thì thế nào? Ưu điểm nghe cái tên nó quyền quý dễ sợ. Ưu điểm khuyết điểm nói cho nhà gái nghe cái đi. Dạ, Sang. Ưu điểm của em thì em cũng vui vẻ, hòa đồng. Em không hút thuốc, rượu bia em cũng uống ở mức hạn chế. Em biết nấu ăn. Về sở thích thì em thích thể thao và du lịch. Em thích du lịch Khánh Hòa không? Dạ em mới đi về luôn. Trời đất ơi, mới về luôn. Dạ, hả? Mới về hồi khuya thứ hai. Ủa vậy hả? Ủa vậy biết... vừa rồi mình đi Khánh Hòa Nha Trang đó là mình ở khách sạn nào? Dạ em ở căn hộ Mường Thanh đó chị. Khách sạn em cũng gần Mường Thanh. Thôi tưởng rồi. Tưởng ở chung khách sạn là thấy là đúng duyên luôn á. Trời đất ơi. Xít. Vậy mà biết phải gặp trước dẫn vô đây một lượt luôn ha. Đó cũng là một cái duyên rồi đó nha. Em trai đường tình duyên thế nào? Dạ thì em trải qua ba mối tình sâu sắc. Trời ơi, ba mối tình sâu sắc hả? Dạ. Dữ vậy. Nói chung ba bạn nữ cũng rất là tốt. Chỉ có tụi em do bị khoảng cách địa lý á, trắc trở quá ha. Dạ. Còn bạn này ở Nha Trang đó nha đó. Bây giờ cũng hơi xa đó nha. Đường tình duyên bên đó làm sao? Dạ em thì chưa có mối tình chính thức nào. Tức là có tìm hiểu, quen biết nhưng mà để một mối tình sâu sắc như bạn bên kia thì không có. Trời dạ, hiện tại là đang lận đận. Chưa có cảm giác yêu đương gì luôn đó hả? Dạ. Trời ơi. Vậy rồi giờ mình muốn có bạn trai như thế nào? Em thì thích một người con trai thì cũng thích thể thao giống em, thích du lịch, ăn uống, có các điểm chung. Là một người cũng vui tính một chút. Em không thích một người lười biếng. Em có thích cao thấp như thế nào không? Dạ, em cũng thích một người cao ráo. Ưa nhìn. Để chị qua chị nhìn cái coi. Bên này bạn này chăm chỉ làm ăn lắm đó. Cũng cao ráo lắm. Chào em. Rồi bạn này dễ thương quá. Chất phát thật thà đó, qua coi đi. Sao hồi nãy giờ những cái yêu cầu của bạn gái đưa ra, mình thấy mình đạt được khoảng bao nhiêu phần trăm? Dạ, chắc khoảng hơn 90%. Wow, tự tin. 90% hả? Đàn ông là phải tự tin. Bây giờ nói sơ sơ nhu cầu của mình đi. Dạ, mẫu bạn gái lý tưởng của em thì xinh xắn. Vô luôn. Xinh. Cao chắc 1m6 trở lên. Xém xém chút. Nhưng mà không, cái con gái nhỏ nhỏ dễ luôn á. Dạ, thì đó chỉ là mẫu lý tưởng thôi. Còn về tính cách thì em cần mong muốn tìm một bạn gái biết lắng nghe, thấu hiểu. Bạn làm khách sạn mà lắng nghe. Đúng rồi, dịch vụ chăm sóc khách hàng mà. Là khách chửi cũng phải nghe, khách chửi cũng phải nghe.
Dạ, mình hỏi người thân đây nè. Đi dai vậy em gái? Ờ, à, em đi với em gái của em. Em được á hả? Dạ vâng, em gái rồi. Xinh quá, hai chị em xinh quá trời nhau. Con chào chú Quỳnh Linh, chào chị Ngọc Lan ạ. Chào anh, em có một vấn đề muốn hỏi anh là em thấy tính của chị em ấy thì có vẻ là không thích người một người gia trưởng, thì không biết anh có gia trưởng hay không ạ? Gia trưởng thì mình không có, tại vì mình cũng thích một người năng động, với lại cũng không thích kiểm soát trong tình yêu. Mỗi người có một cái không gian riêng của mình nên tôn trọng điều đó. Dạ thì em thấy anh bên đây cũng được, mong là anh chị cho nhau cơ hội để có cơ hội tìm hiểu kỹ hơn, sâu hơn và có thể tiến tới hôn nhân sau này. Dạ. Cảm ơn em. Rồi, nhà trai đi với ai? Dạ, hôm nay em đi đến với mẹ và thím Út. Ôi, có gia đình. Có mẹ luôn ha. Xin chào chương trình, chào Quyền Linh, chào Plan. Dạ. Chào mọi người trong khán đài, chào cháu gái. Con ơi, cô gái hôm nay cũng xinh đó con. Mẹ thấy sở thích của cô với lại của con giống giống nhau đó. Cho cô hỏi con câu nha. Dạ vâng. Ví dụ như hai con có đi xa hơn một chút đó, con có chịu chuyển công tác về quê chồng không? Dạ, con nghĩ là nếu mà hai bên đủ yêu nhau, đủ hiểu nhau ấy, thì cái khoảng cách thì nó có thể rút ngắn lại sau này. Dạ. Nói chung là cái đấy thì con không nghĩ là nó là một vấn đề lớn. Nếu mà con cảm thấy có một người hợp thì con sẵn sàng hy sinh cái điều đó. Dạ. Rồi, cô cảm ơn con. Dạ. Con ơi, con mẹ thấy được á con. Có gì hai con cho nhau cơ hội nha. Trời, thấy được quá con ơi, con mẹ thấy được đó con. Trời ơi, sao mà mẹ hiền dữ. Đúng rồi. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt thôi. Mở rào. Bình tĩnh. Bắt đầu đi sang. Chào em. Dạ. Anh có món quà để tặng. Dạ, em cảm ơn ạ. Dạ. Em có món quà này là sen đá do em tự trồng. À. Dạ. Sen đá thì nó là một cái cây mọng nước ấy, thì nó sống ở những nơi mà khắc nghiệt nhất. Thì mỗi lần nhìn nó thì anh có thể là vượt qua được những cái khó khăn. Đấy, em cảm ơn. Cảm ơn. Dạ, anh cũng rất là sen đá. Dạ, dạ. Bạn trai tặng bạn gái cái gì? Diễn giải món quà của mình. Anh tặng em sáp thơm. Dạ. Em có thể để trong phòng hoặc là tủ quần áo. Dạ. Thì anh mong muốn là mỗi ngày em có thể cảm nhận được mùi thơ hương nhẹ nhàng để tinh thần em sảng khoái làm việc hơn. Dạ, dạ, dạ. Em cảm ơn ạ. Dạ. Ngoài ra thì em có em theo hai món quà nhỏ để tặng anh Quyền Linh. Rồi, cảm ơn em nhiều. Dạ, chị Ngọc Lan ạ. Rồi, hai cái ly uống nước nè. Cảm ơn sự chu đáo của em. Rồi, hai bạn ngồi nói chuyện đi. Sau khi mở màn á, cảm thấy em rất là dễ thương. Trong hồ sơ ban đầu anh ghi là anh thích cô gái tóc ngắn. À, thế ạ? Thế chứ. Dạ, đúng rồi. Là em mới cắt tóc. Em có cảm nhận gì anh? Em thấy anh là một người mới nhìn qua thì thấy khá là chu đáo. Đấy, quan tâm đến người khác. Nói chung mẫu hình lý tưởng của em thì cũng như vậy. Biết quan tâm với người khác. Chủ yếu là như thế. Nếu mà hay nếu mình cho nhau cơ hội á thì mà mình tìm hiểu nhau khoảng bao lâu thì mình có thể tiến tới hôn nhân? Em nghĩ là tùy sự đồng điệu của hai đứa thì cái thời gian nó sẽ có thể là rất nhanh, cũng có thể là rất chậm. Nhưng mà em nói trước là em là một con người là tuy là bề ngoài là vui vẻ nhưng mà để mà thật sự thân thiết với em ấy nó cũng cần một thời gian đi chậm từ từ. Em là một người chỉ thích tiếp cận chậm, không thích nhanh đấy, nên là cũng có thể là sẽ khá mất thời gian cho anh. Em cảnh báo trước vậy thôi. Cảnh báo. Dạ, tức là tùy vào ý chí của anh. Đấy, em cũng sẽ cố gắng nữa đấy. Nếu mà chung sở thích các thứ thì có thể là nói chuyện với nhau nhiều hơn và hiểu nhau rõ hơn. Rồi bây giờ sang bước tới nắm tay em gái đi. Hai bạn nhìn thẳng vào mắt nhau. Sang nói hết những cái suy nghĩ của mình về cuộc nói chuyện nãy giờ với bạn gái đi. Cảm xúc của mình hiện như thế nào đối với đối phương? Ra thì anh cũng chờ đợi rất lâu rồi để được lên sóng ngày hôm nay. Thì anh với em gặp nhau hôm nay cũng là một cái duyên. Thì anh cũng mong là hai đứa mình có thể trao nhau cơ hội để được tìm hiểu và có thể tiến xa hơn. Rồi, anh cảm ơn em. Dạ vâng, em cảm ơn. Rồi. Anh thấy hai bạn nói chuyện rất là hợp với nhau. Vấn đề chỉ còn khoảng cách thôi. Nếu hai bạn chinh phục được khoảng cách đó, tôi tin rằng các bạn sẽ đến với nhau rất là sớm. Chị Ngọc Lan sẽ đếm nha. 1 2
3. Hết thời gian, chúc mừng. Hai bạn đã bấm rất nhanh. Đã bấm rất quyết đoán đó. Hãy nắm tay nhau đi nào. Xin phép. Hy vọng rằng chúng ta sẽ sớm có tin vui cho chương trình. Dạ. Chúc các bạn hạnh phúc. Đây là những phần quà dành cho các bạn. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng AMBT, một bộ sản phẩm trọn gói nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng AMBT sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. AMBT, bàn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một lò nướng TLMC35Z, nướng tự động công suất 1500W, xuyên nướng xoay 360 độ, điều chỉnh nhiệt độ độc lập, kính cường lực cách nhiệt 2 lớp, lò nướng TLMC35Z, thiết kế kim cương, món nướng luôn ngon. Chương trình gửi tặng các bạn một phần quà, đó là cặp mũ bảo hiểm M139 của thương hiệu Royal với kiểu dáng 3/4 đầu, đảm bảo chất lượng an toàn theo dây chuyền sản xuất hiện đại. Đặc biệt với thiết kế kính âm độc đáo, giúp các bạn an toàn hơn khi đi đường xa, giúp che nắng, chắn mưa, che khói bụi và ẩn vào trong khi không cần thiết. M139, an toàn, thời trang, tiện lợi cho tất cả mọi người. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Hãy yêu thương, đong đầy những cảm xúc, hãy tìm hiểu thật kỹ và để hai trái tim này hòa chung nhịp đập các bạn nhé. Chúc các bạn thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Rồi, mời hai bạn đi đường này. Tăng cái đi hôn ấy là năm 2015. Có cái bờ vai vững chắc, ấm thì cực khổ cái nào mình không màng. Tại vì em cũng từng là một cô mẹ rồi, em hiểu là cái hoàn cảnh là không có mẹ. Bất cứ em đi đâu là em thấy ai một cô mẹ là em thương lắm. Thưa quý vị, bây giờ Tường sẽ ra ngoài để mời cô gái của ngày hôm nay vào tham gia chương trình quý vị nha. Wow, rồi mời chị vào trong ạ. Đây, Tường dắt chị vào nha. Rồi, ngồi vô ghế luôn nha. Rồi, xin mời hai anh chị mở mặt nạ. Đây, Tường mở giùm chị nha. Ý, chị này quen. Dạ, dạ. Chào anh. Trời ơi, chị này quen rồi nha. Không biết quý vị có thấy quen không mà Tường thấy quen rồi đó. Xin chào chị Cát Tường và xin chào chương trình. Tên tôi là Bùi Đình Lũy, 56 tuổi, nguyên quán Thái Bình. Chức quán là Bình Long, Bình Phước. Không việc thì gây vậy. Ở nhà chăm sóc vườn cây từ nhà ngoài chỗ ở thị xã Bình Long và vườn 12 cây vừa chăm con cái vậy nên tôi nói vui là làm mô xin cho hai bố con. Anh nói là hai bố con là anh với con anh đó hả hay là sao ạ? Cô gái út tôi năm nay là cháu 12 tuổi. 12 tuổi là hai bố con đi làm đi trồng cây. Không, con ở nhà nó học sáng đưa cháu đi học xong thì tranh thủ vào vườn để cái vậy là mang cái sản phẩm mình bán mình lấy tiền cho mình. Vậy về. Là cái vườn đó là vườn của ai? Của tôi ạ. Rồi mỗi ngày mình đưa con đi học xong mình ghé vườn mình làm trồng cây xong rồi mình chiều mình về nhà thu hoạch thôi. Dạ, vậy chẳng hạn những cái mùa này thì người ta cạo cao su xong vào là cân lấy tiền cho người về lại chiều thì ở nhà. Vậy là cái vườn có nhiều người làm cho mình không anh? Nói chung cũng ít thôi vì nhà cũng có gần 4 hecta vừa cao su vừa điều thôi. Dạ, vậy cũng cuộc sống là cũng ổn định rồi anh ha. Nhà thì ở trung tâm giữa thị xã Bình Long, thế tôi thì cũng có mua được một lô đất ở thành phố Tây Ninh nữa. Oh, ở Bình Long mà mua đất tốt với Tây Ninh vậy anh? Có tiền thì nó cũng mua để sau này dự kiến mà coi vậy có đi bước nữa đấy, thì cho vợ để cho con sau này nữa. À, hay quá, có lo xa quá ha. Bây giờ để mình cô gái bên đây giới thiệu anh nha, em mời chị. Xin chào chương trình, xin chào Cát Tường, xin chào anh bên kia. Mình tên là Nguyễn Cẩm Hồng. Năm nay 44 tuổi, nghề nghiệp là đông y, chuyên bên là chăm cứu thuốc Bắc, thuốc Nam. Hiện tại chị đang sống ở đâu? Gốc là ở Bạc Liêu mà, hiện bây giờ thì đang công tác làm thì ở Kiên Giang. Nhưng bây giờ cái khó cái nè, chị thì ở tuốt Kiên Giang, anh thì ở tuốt Bình Long. Thế bây giờ hai anh chị nếu mà quen biết nhau thì, tại vì em biết chị này là giờ em chia sẻ với anh luôn. Chị á là hồi trước có con cũng tham gia chương trình Hẹn Ăn Trưa. Chị là mẹ đơn thân nuôi con và con thì em đã mai mối rồi. Bây giờ còn mẹ nên em có hứa là em sẽ tìm mối rồi em cũng gả chị luôn. Con có đến chương trình với mẹ, mẹ cũng có đăng ký luôn. Mẹ nhưng đăng ký luôn? Dạ đúng rồi. Mẹ đăng ký cho con hay sao? Không, con đăng ký cho mẹ nhưng mà hôm nay con quay trước rồi con muốn là nữa mẹ quay sau. Ồ, con đăng ký cho mẹ. Dạ đúng rồi. Mẹ đăng ký cho con. Không, con đăng ký cho con và mẹ cùng thi luôn. À, đăng ký con với mẹ cùng kiếm bạn trai luôn. Dạ đúng rồi. Trời ơi hay quá, mà bây giờ kiếm cho mẹ chưa có, con lên trước. Dạ. Hy vọng hôm nay cô gả con xong cô kiếm người cô
Dạ. Con cũng muốn làm con được hạnh phúc và mẹ con cũng đúng được hạnh rồi. Phúc. Mình giờ là đang là đông y mà vừa chăm cứu vừa là thuốc nam từ thiện, cũng nhà là có cái tủ thuốc bắc nhỏ. Nếu mà tìm được một người là có thể là cùng ngành nghề ha, hoặc là có là công việc là có thể là sau này ổn định là để là hai người bạn già đó là nương tựa sống nhau thì cũng điều đó là tốt rồi. Nhưng mà cái tính cách cái người đó là phải thương người, chấp nhận là cho mình đi làm từ thiện. Em thì em thấy sơ bộ là anh chị là tương đối là hợp với nhau đó, nhưng mà bây giờ cái khoảng cách địa lý nó hơi xa, mà tụi anh chị thì cũng lớn rồi, không phải như các bạn trẻ mà mình có thể đi xe đi vượt đi thăm nhau hoài. Thế thì chị có ngại gì không? Nếu mà tình thương đủ lớn là xa cách mấy không ngại. Cái duyên mới cái nợ nó tới được ấy, thì cái chuyện xa thì cũng không ngại, vì tôi mang tiếng như vậy. Nhưng mà tôi cũng cứ chạy xe Honda mà từ đây ra tới Quảng Nam là nắng này cũng vẫn chạy bình thường. Trời đất, anh định chạy từ dưới Bình Long mà xuống dưới Kiên Giang thăm chị á hả? Không, Kiên Giang thì trên Bình Long thì cũng có xe, sẽ cơ vậy đi được. Hai anh chị mà yêu nhau thì bao lâu anh sẽ bắt xe xuống thăm chị một lần? Cái này thì nó cũng xa thì chắc phải cả tháng. Tháng thăm lần được không chị? Tại vì... Bây giờ thí dụ như yêu nhau nè, một tháng anh xuống thăm chị một lần thì chị nghĩ bao nhiêu lâu mình tiến tới hôn nhân được? Vậy thì theo anh bản. Nếu như tìm hiểu phù hợp mà thật sự thương yêu nhau rồi ấy, thì cũng từ 6 tháng đến 7 tháng. Em cũng nghĩ vậy chứ, nếu mà mỗi tháng đi thăm nhau xa quá cũng cực anh ha. Vất vả. Thật ra mình cũng từng trải hết rồi, mình nhìn nhau, mình gặp nhau một thời gian, mình trao đổi là mình sẽ biết liền là mình có hợp với nhau hay không. Về tình yêu thì chị mình cũng gia đình có thế nào? Từng là kết hôn, rồi cũng đi dĩ, chính thức đi dĩ thì cũng 10 năm rồi. Chị là một con gái thôi đúng không? Dạ, đúng rồi. Con gái, năm nay 20 mấy em quên mất à? Gái 22. 22 tuổi. Nguyên nhân tại sao chia tay vậy chị? Chắc là lẽ là hết duyên. Nói thì mình không có đổ lỗi cho ai hết. Và nếu mình nói ra thì ai cũng dành phần đúng hết. Còn con của mình nói thì nhiều khi con mình nó buồn, thành thử mình không muốn nói. Dạ, mà anh chị ở với nhau thì là bao nhiêu năm? Hồi lúc mà chia tay thì nhỏ con gái này nó lớp 3, mới 8 tuổi, bước vào 9 tuổi. Bởi vì nhiều khi hôn nhân có những cái điều nó khó nói lắm. Nhưng mà sau mỗi câu chuyện thì mình sẽ rút kinh nghiệm để cho cái mối tình sau nó sẽ chắc chắn hơn. Rồi, thế còn anh? Thì tôi thì cũng kết hôn cơ, vậy là mới có một vợ đầu ấy, thì sống nhau được 28 năm, có 4 cháu gái. Dạ. Thì đến năm 28 ấy, thì vợ nói chung là cũng như vậy, coi vậy ngoại tình, bắt được luôn và tang. Thế ly hôn ấy là năm 2015, đến 2018 ấy, thì tôi cũng cứ vậy là đi bước nữa với một cô cũng sinh năm 79, nhưng mà nó không phù hợp, sống nhau được khoảng 8 tháng. Cô cũng cứ hay uống rượu thì nọ kia, thì cô ở công ty nên đâm ra khi mà mình ở trên kia xuống đột xuất thì gặp như vậy thì cứ vậy cảm thấy nó... À, lấy nhau nhưng mà không ở chung. Vâng, tối thứ bảy thì mình mới về thôi. Về xong đến tối chủ nhật thì lại phải đi rồi, thế nên đâm ra... cái lấy nhau nhưng mà cũng sống với nhau cũng chỉ được lâu nhất có khi là 5 ngày. Vậy tại sao mình không tìm hiểu kỹ cho nó hợp hoàn cảnh mà mình lấy thêm chi nữa thì vậy? Nói chung cô thì cũng cùng xã ở ngoài Bắc ấy, cô thì cũng quen thì mai cô mối. Cứ mai mối thấy thì nó cũng phù hợp. Ai nói sao thì mình cũng tin, rồi đâm ra cái bài khi mà cái sự việc nó như thế thì cũng không thấy nó phù hợp. Còn bà thì nói chung là khi mà hội họp hay là đi giao lưu thì uống một vài ly bia hay rượu để xã giao thì được, còn mà nhậu mà nó nọ kia thì nó quá thì cũng không hay. Hai cuộc hôn nhân gãy đổ, anh có rút ra được kinh nghiệm gì hay là một cái điều gì cho bản thân mình cho những cái cuộc sống sau này không? Mình thì mãi làm ăn thôi, đâm cái chuyện chăn gối nhiều khi là mình thiếu quan tâm chẳng hạn, thì tôi vẫn rút ra là chẳng hạn như vậy là làm kinh tế nhưng cũng song song đi với về cái chuyện chăn gối vậy ấy nữa. Khi vợ chồng rồi. Thì cái đó là tiền bạc là một chuyện, nhưng mà phải có cái sự quan tâm chăm sóc. Phụ nữ đàn bà là ta cần có người đàn ông bên cạnh. Nhiều khi anh cứ lo mãi mê kiếm tiền đôi lúc người ta lại cảm thấy cô đơn, ta gọi là đồng sàng dị mộng, nằm chung với nhau nhưng không chia sẻ được. Phụ nữ quý vị, đàn ông cứ hay nói đàn bà lèm bèm nói nhiều, nhưng mà nhu cầu của phụ nữ là được nói. Quý vị ơi, thông cảm giùm nha. Nếu mà thật sự thương yêu người phụ nữ của mình là phải dành thời gian lắng nghe và quan tâm họ một chút xíu thôi là được à. Ngọt một chút, quan tâm một chút, ga lăng một chút thôi, phụ nữ cỡ nào cũng chết hết á. Anh tin lời Cát Tường đi, thật sự nha anh nha. Chứ không phải là anh nghĩ rằng là anh chỉ đưa tiền cho người ta là đủ đâu. Sai, tiền nó không quyết định được cái tình yêu. Vâng. Dạ, hy vọng lần này nếu mà có một cái tình yêu mới thì anh phải dành thời gian chăm sóc cho người ta nhiều hơn anh nha. Vâng. Rồi,
Bây giờ mẫu người chị muốn tìm là mẫu người như thế nào ạ? Có cái bờ vai vững chắc, ấm thì cực khổ cái nào mình không màng. Đó, thấy chưa? Nghe phụ nữ người ta nói chưa? Cho nên người đàn ông người ta phải cho người phụ nữ được một cái niềm tin, tin tưởng được và ổn định là người ta sẵn sàng liền. Rồi bây giờ em mời chị ha, chị hãy tìm thử xem anh ấy có trong cái bức hình này nè. Thế còn anh bây giờ anh muốn tìm một mẫu người phụ nữ như thế nào? Trước hết là trung thủy, là cái người vậy phụ nữ của gia đình. Dạ. Yeah. Giờ trong ba người phụ nữ này là có cái người phụ nữ đang ngồi đối diện đó, anh cứ tìm thử đi ạ. Anh cứ cảm nhận coi ba người đó anh thích người nào. Chắc anh này, tại vì nó có đứa con gái, nữ gái ngồi kế bên. Anh này tại có đứa con gái, chà tư duy hay nha. Có đứa con gái là đúng rồi. Chà còn này anh chị nhận ra được ảnh không? Này đông quá. Đông quá ha. Cái này để chứng minh là ảnh hồi xưa anh có đi bộ đội thôi. À, chứ bây giờ đông quá cũng không tìm được ảnh đâu. Ai ạ? Chắc cái này. Tại sao anh chọn cô này? Cô ấy làm bên đông y thì non là cái kia. À, nhìn theo nghề nghiệp và đoán ha. Bây giờ các tường sẽ mở cửa trái tim ra để coi là mình có đoán đúng hay không nha. Chứ cổ là đoán là đúng anh rồi đó. Tại vì anh tố anh rồi. Có cô con gái ngồi kế bên là ta nhìn vô ta biết liền. Mở cửa trái tim quý vị ạ. Dạ. Mời anh kiểm tra lại xem mình lựa chọn đúng hay không ạ. Sai. Khi mà cánh cửa trái tim này mở ra thì anh cảm nhận như thế nào? Nhìn cô cũng dễ nhìn, nói chung là cũng có thân thiện. Chị cảm thấy như thế nào? Nhìn anh thấy cũng hiền. Thẳng quá. Rồi hôm nay cũng gặp mặt em đầu tiên thì anh cũng có chọn bông lan. Cười vậy tặng cho em, cười vậy mong em về, cười vậy chăm sóc của nó người tốt. Em cũng có món quà này đẹp như chậu lan đó. Tặng cho anh này là trà để anh uống mát gan. Ồ, đồng ý đó. Tốt à, bây giờ em thấy anh hàng ngày nè, đi làm vườn rồi nè. Rồi bên đây thì là làm đông y nè, về coi trị bệnh cho nhau ha. Tối đấm bóp massage chăm cứu, tuyệt vời, người vợ trên cả tuyệt vời luôn. Quan trọng làm sao để mà thuyết phục được cổ rồi rút ngắn thời gian tìm hiểu để về chung một nhà. Chứ em là em thấy phù hợp rồi đó. Bây giờ thì Tường sẽ mời hai anh chị thưởng thức một buổi ăn trưa tại nhà hàng LA Garden Restaurant. Đây là món cơm chiên cá mặn đúc lò với gà chiên nước mắm và bò cuộn mỡ chài. Mời anh chị ăn ngon và chúng ta trò chuyện với nhau nha. Ít phút các tường sẽ quay lại. Chúc anh chị ngon miệng. Mời em ăn. Dạ, mời em. Em ở dưới Kiên Giang, em làm bên đông y, làm bệnh viện hay làm cỡ tư nhân? Thế nào em làm tư nhân ở nhà. Làm nhà thì nó cũng tiện. Thường thường thì thôi ra thì con lúc nào cũng theo mẹ. Mà sao cháu lại ở với anh, tự anh dành nuôi con hay là cháu nó quyết định ở với anh? Nó tự ở, mẹ nó cũng ấy là cũng bỏ đi một thời gian. Và thì chỉ đưa hai đứa lớn đi rồi, còn đứa nhỏ thì cái vậy để nó nhà mình. Nên khi ra tòa thì tòa hỏi ấy thì cháu nó vẫn ở bố. Nhưng mà em có ngại anh có bốn cô con gái. Con đông thì cái đó là vui, ăn thua thí dụ ở anh xếp xít, anh sắm sao công bằng. Em thì tuy mặc dầu em là ít con nhưng mà tại vì em cũng từng là một cô mẹ rồi, em hiểu là cái hoàn cảnh là không có mẹ là em rất là thương. Bất cứ em đi đâu là em thấy ai một cô mẹ là em thương lắm. Em muốn chia sẻ anh điều này. Công việc của em làm thì em tiếp xúc là nữ có, nam có. Cái nghề của em làm đương nhiên là em phải dùng là để em bấm nguyệt, em bóp, tắm bóp vậy đó. Anh có ngại điều đó không? Không, chuyện đó thì công việc làm ăn không có vấn đề gì. Miễn là chỉ trung thủy thật thà tình với gia đình, vợ chồng thôi. Đó, cái đồng y cũng như bác sĩ như đó, ví dụ công như việc bây giờ mà. Em chấp nhận em ưng anh là về như là em chỉ cần là một người phụ nữ nội trợ trong gia đình hoàn tất. Em cái đó là em ok. Ví dụ em đến với anh, em bỏ cái nghề của em á, là anh có thể lành luôn tất cả mẹ con em nổi không? Cái kinh tế như giờ của anh ấy thì nói chung là thêm một hai người nữa mà thì nó cũng đủ sống. Nhưng mà muốn là hai vợ chồng cùng làm thì coi vậy là nó có dư giả ra thôi. Còn coi vậy về thì được, nó gọi là cũng đủ. Đại khái là nguồn thu thì nó cũng ổn định chứ không có lo. Về trên nhà anh thì nói chung nó cũng là trung tâm thị xã. Có khi mình cũng mở ra mình coi vậy buôn bán cái gì cũng được. Vì coi vậy nó cũng... Thì tại em hỏi anh vậy thôi, nhưng mà em thì em cũng nói thiệt là 20 năm nay là coi như là trong gia đình đàn ông cũng là em, đàn bà cũng là em, thành thử em rất là mệt mỏi. Là em ao ước là có một người chồng biết hiểu thông cảm cho em, là chỉ em là trong nội trợ trong gia đình, là cái nguyện vọng em chỉ nhiêu đó thôi.
Anh thì cũng vậy, anh thì đàn ông nhưng mà nói chung là việc của đàn bà anh làm hết. Hình như bây giờ là anh thỉnh thoảng anh gặp chị anh có nói chuyện không? Mà của con cái ấy, thì mới nói chuyện thôi chứ còn cũng không nói chuyện, vì nếu như mà vợ chồng mà nó trục trặc cái gì nó dễ, còn cái chuyện này nó lại tốt. Hai vợ ảnh là ngoại tình cho nên không có gì để nói. Em hỏi anh chia sẻ anh câu này, tại vì hồi trước khi đó là hai chồng có thôi nhau, em có nói thí dụ như sau này mà em có chồng mà chồng em chưa có vợ á, thì em nghĩ cái tình nghĩa đó em có thể là như chồng em á, nếu mà chưa có vợ thì chồng em bệnh em có thể là em đi thăm hoặc em nuôi chồng em, anh cho điều đó không? Cũng như đó là em nghĩ là cái tình cái nghĩa là cha của con gái em. Cái đó thì tại hoàn cảnh của chị nó khác, hoàn cảnh chị là tại vì không có hợp rồi mình chia tay, thì giống như mình cũng là bạn, ví dụ như có ốm đau bệnh hoạn mình cũng giúp thôi, đỡ, nhưng mà vợ chồng em gặp vui vẻ nói chuyện đâu đó đàng anh hoàng. Có ngại điều đó không, ý chị hỏi vậy đó. Cái đó thì cũng hơi ngại chút, tại vì sao, vì cái vậy là nếu như mà chị chẳng hạn đi thăm nọ kia thì được, còn chăm sóc thì cũng hơi ngại, tại vì chăm sóc thì cứ vậy, vì không như ý thì em nói tha chăm sóc là không phải là chăm sóc nhiệt tình như là cũng có con em hay hoặc cháu ảnh gọi, như ý là em đi tới lui cũng lo lắng quan tâm là để mình nhắc nhở cho con mình gì đó, đó là sống cái nghĩa cái tình thôi. Không thì anh nói mà ví thử đi thăm về thăm bên gia đình bên nội của cháu ấy, nọ kia rồi bệnh tật hay bố thì thăm thì nói chung là cũng được, nhưng mà chăm sóc thì có khi là cơ vậy nó cũng ấy, vì nó lại rồi hơi khó thiệt. Tại theo ý của Cát Tường là vậy, khi chị nghĩ điều đó là khi chị chưa có tiến thêm bước nữa, còn khi chị đã có bước nữa rồi thì đương nhiên chị cũng sẽ tự biết là mình cái gì mình cần làm, cái gì mình không làm. Có thể chị vẫn xem anh chồng cũ chị như là bạn bè bình thường, nhưng mà lúc đó cái mối quan hệ bạn bè, ví dụ chúng ta có thể gặp nhau đi ăn đi uống, nhưng mà lúc đó phải có người chồng mới của chị bên cạnh thì ok. Nếu mà chị ok, nếu mà chị đi chung với ảnh thì cái chuyện ví dụ anh kia bệnh chị đi chung với anh này chở chị tới để chị thăm anh kia, chuyện đó bình thường thì cái đấy được đúng không anh? Vì cái đấy là đúng, Tường cũng đồng quan điểm như vậy, cái đó em thấy rất là bình thường. Tại vì em sống là em muốn làm noi gương cho con mình thôi, biết rằng là ông xã em làm tổn thương em, mà em giờ em có nói nặng đi thì con em cũng buồn, thành thử em không muốn điều đó. Em nói ví dụ như em nha, mà giờ em lấy một cái anh nha, chồng nào đó nha, anh đó có vợ cũ, mà vợ cũ ốm đau bệnh hoạn mà ảnh mà lén em mà đi thăm đi nuôi vợ cũ là em cho lên đường luôn, riêng em là không được, còn anh này là ảnh dễ rồi đó. Thôi bây giờ vậy, đừng cãi nhau, bây giờ mời con gái vô, hôm nay đi chúng ta có con gái để nghe xem quan điểm của con gái như thế nào, được không anh? Mình nghe thêm ý kiến của lớp trẻ coi người ta có cái tư duy như thế nào ha. Rồi mời em vô đây. Dạ con chào chú. Chú đi học con. Dạ. Nó nghe nè, trong chương trình bữa hổm á là chị kêu em bằng cưng đúng không? Dạ. Bữa nay kêu bằng con nha, tại vì hôm nay chị để làm bạn với mẹ với lại làm bạn với chú đây. Dạ. Ý kiến riêng của con về cái quan điểm của mẹ con và của chú thì con thấy như thế nào? Ý kiến của mẹ con cũng đúng, ý kiến chú cũng đúng. Nhưng mà theo con thì nếu như mà mẹ con sau này có chồng á, thì mẹ con có thể về thăm ba con, nhưng mà có chú đi cùng con cũng cảm thấy rất là vui. Đúng. Nên là con mong là nếu như mà chú với mẹ con mà có đến được với nhau á, thì chú với mẹ con hãy cho nhau những tình cảm tốt đẹp. Tại vì con suy nghĩ nếu như mà yêu thương con được á, thì con sẽ yêu thương lại như vậy thôi. Chú thấy như thế nào chú? Không, chú thì thấy cái đó cũng phù hợp. Ủa mà ba hiện giờ ba có bạn gái mới chưa? Cha có rồi ạ. Cha có rồi hả? Đó thì người ta bạn gái mới người ta cũng đâu có cho vợ cũ chăm sóc đâu mà lo. Ở đây mình cứ phải nói cho nó cụ thể cái gì thì mình nói với trước. Con theo dõi từ nãy giờ thì theo cảm nhận của con về cặp đôi này là con thấy như thế nào? Con thấy thì chú là hiền. Mẹ con thì trước khi chương trình thì con thấy chú cũng khoảng 70% là mẫu người của mẹ con rồi đó. Còn 30% lại thì con mong là mẹ con sẽ suy nghĩ. Con mong miễn là mẹ con có tình cảm thì con lúc nào cũng ủng hộ cho. Rồi, cảm ơn con. Con có muốn nói gì, nhắn nhủ gì với mẹ con không nè? Mẹ cứ chọn theo con tim của mẹ đi. Nguyên cả cuộc đời này là mẹ dành cho con rồi. Nên là bây giờ mẹ đến đây á, con đăng ký cho mẹ thì mẹ cứ chọn theo con tim của mẹ. Mẹ cảm ơn con. Rồi, ok, mẹ xúc động lắm rồi. Cảm ơn con nha. Cảm ơn con. Cố gắng lên nha chị nha. Giống như con gái nói là mình cứ chọn theo cái lý trí, theo con tim của mình, không có suy nghĩ vì ai nữa hết. Con gái nó lớn rồi, nó có tình yêu rồi, nó tự lo. Nếu thật sự mình thích, mình có sự rung động, rung cảm là mình cho mình cơ hội. Anh cũng mong đến đây thì cho nhau cơ hội tìm hiểu và tiến xa hơn nữa. Mời anh chị đặt tay vào nút bấm ạ.
cái nút bấm này đó là nút bấm tình duyên. Chị đã đưa con gái đi tham gia chương trình rồi, chị hiểu rồi ha. Dạ, mời anh chị nhắm mắt lại và cảm nhận một lần nữa để chúng ta quyết định ạ. 1 2 3. Hết thời gian. Sao chị lại không bấm? Em xin lỗi anh, hình như em muốn tìm cái người là từ thành phố trở về. Anh rất tiếc là anh xa quá. Nói chung là anh cái gì là cũng hoàn hảo, ok hết. Là chỉ rất tiếc là anh hơi xa thôi. Không sao em. Thì giờ ra chương trình thì em với anh là người bạn tốt. Rồi. Nhưng mà sau chương trình thì em cũng hy vọng anh chị kết bạn với nhau, tìm hiểu. Em nghĩ là nếu mà đã yêu nhau á thì thêm một cái đoạn đường dù có tới đâu cũng không có quan trọng. Tại vì anh chị chưa có cảm xúc về tình yêu á nên mình cảm thấy nó xa xôi. Em vẫn trân trọng cái quyết định của chị. Em cảm ơn anh chị. Rồi em mời hai anh chị đứng lên ạ. Tường cũng rất là tiếc khi mà tại Tường làm mai cho những cặp đôi mà lớn tuổi hoặc là đã gãy đổ như thế này, thì Tường rất là cố gắng đó quý vị. Thì thay mặt cho chương trình, Tường cũng một lần nữa chúc cho chị sớm tìm được một nửa của mình nha chị nha. Em cũng xin chúc anh như vậy. Chương trình này phát sóng nhiều khi là có nhiều cô rất là thích anh đó. Anh cũng là một người đàn ông có sự tin cậy để cho người phụ nữ có thể dựa vào. Hôm nay tình duyên chưa đến mà Tường cũng hy vọng rằng một ngày nào đó thì anh cũng tìm được một nửa của mình, một người vợ như ý anh mong muốn để hủ hỷ lúc về già anh nha. Dạ, cảm ơn anh chị đã tham gia chương trình. Hôm nay thì không thành công rồi. Hẹn gặp lại quý vị vào lần sau quý vị nhé. Chương trình chúng ta thì có khung giờ phát sóng rất là quen thuộc, 10 giờ sáng thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media quý vị nhé. Chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 12 giờ thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần trên kênh MyTV quý vị nhé. Và bây giờ Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Nhà gái mình hãy bước ra đi nào. Mời hai chàng trai nhìn thẳng về phía trước. Wow. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến phần giới thiệu của các nhân vật. Hôm nay mình ưu tiên bên màu xanh do có đội phong thủy không nè. Mời em trai ở ghế màu xanh. Xin chào chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt cùng hai phần nữ ở bên kia. Và tất cả các quý vị có mặt trong trường quay hôm nay. Em tên là Phạm Văn Phúc, 30 tuổi. Hiện tại em đang sinh sống ở Bình Dương và đang làm trợ lý giám đốc cho một công ty Nhật ở Bình Dương. Trợ lý giám đốc mà nói chuyện rụt rè nhỏ nhỏ vậy. Nói lớn chút coi, làm việc ở Bình Dương, nhà ở đâu? Hiện tại em cũng ở cùng gia đình ở Bình Dương. Quê quán ở đâu? Em sinh ra ở Nghệ An. Ở Bình Dương lâu chưa? 12 năm. 12 năm. Em trợ lý giám đốc là em làm gì? Cụ thể là em làm công việc gì? Công việc chính của em là phiên dịch tiếng Nhật. Và ngoài đó là sắp xếp kế hoạch của tiến độ của công ty. Hồi xưa giờ có đi Nhật chưa? Trước đấy thì em có đi Nhật 2 năm. Bây giờ hỏi cô gái ngồi ghế màu xanh cho tôi đi. Bây giờ em hãy tự giới thiệu về mình đi nè. Dạ, xin chào MC Cát Tường. Xin chào MC Hứa Minh Đạt. Chào hai bạn nam bên kia cùng toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Trần Thị Phương Quỳnh. Năm nay em 29 tuổi. Em hiện tại đang sinh sống và làm việc tại huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em là em làm quản lý điều hành cho Học viện Âm nhạc và Nghệ thuật Đồ Đê Mí. Giáo viên thanh nhạc. Em là quản lý nhưng mà em cũng có dạy. Nhưng mà quê Quỳnh ở đâu Quỳnh? Em quê gốc ở Nha Trang nhưng mà gia đình đã chuyển vào đây sinh sống được 3 năm rồi ạ. Mình làm cái công việc bên đó là lâu chưa rồi? Em cũng làm được 5 năm rồi ạ. Cái trường đó là trường tư hay là trường như thế nào? Dạ, trường đó là của em và em trai em đồng sáng lập. Ủa là làm chủ Học viện Âm nhạc á hả? Là hiệu trưởng hiệu phó luôn á hả? Ngày hôm nay em tới đây với ai? Dạ, em đến với em dâu của em. Phúc đi với ai? Em đi cùng với chị gái và bạn học thời đại học. Chị ruột luôn hả em, hả Phúc? Chị ruột rồi. Rồi, bây giờ đến chàng trai ngồi ở ghế bên phải nè, ở ghế màu đỏ nè. Em chào chị Cát Tường, chào Hứa Minh Đạt, chào các bạn khán giả. Em tên Nguyễn Xuân Tùng, sinh ngày 27 tháng 11 năm 1982, sinh sau Minh Đạt một ngày. Trời, biết ngày sinh của Minh Đạt luôn ha. Sinh sau Minh Đạt một ngày. Nghề nghiệp của em là giáo viên, chuyên môn là dạy thể dục. Và ngoài ra em còn làm bên với mảng bóng đá của chuyên nghiệp. Hèn chi tướng ngon ha. Đứng lên cả.
Ngon, 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 chắc, chắc, rồi, ngon, được. Rồi, được, được. Ui, sao xin sao tôi mà sao bự hơn tôi vậy? Ừ, ta xin sao ngày mà ta... Ôi, để ý tôi quá à. Quê Tùng ở đâu? Em sinh ra và lớn lên ở Bình Dương, gốc thì ở Thanh Hóa. Rồi, hiện giờ đang làm việc ở đâu? Dạ, ở Thủ Dầu Một, Bình Dương chị. À, bữa nay hai chàng trai đều ở Bình Dương hết. Tham gia chương trình có ai đi chung với mình không Tùng? Số là buổi chiều hôm nay em đang có một cái buổi học để thăng hạng bên nhà nước á chị. À. Nên là cập rập quá nên là em cứ vậy là em xin phép thầy cho cái chạy luôn. Ồ, ok, không sao. Có gì bữa nay chị sẽ làm người nhà của em ha. Chị sẽ tư vấn giúp cho em. Rồi, mời cô gái bên chiếc ghế màu đỏ bên kia. Chờ gì nữa, em tự giới thiệu mình đi. Lời đầu tiên em xin gửi lời chào đến chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt cùng hai bạn nam bên kia, cùng toàn thể khán giả trường quay của ngày hôm nay. Em là Phan Thị Yến, năm nay 30 tuổi, em đến từ Thanh Hóa. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại quận Gò Vấp. Công việc chính của em là làm điều dưỡng. Điều dưỡng? Dạ, điều dưỡng chăm sóc nhi. Mà bệnh viện dạ, gì? Bệnh viện Gò Vấp luôn. Y tá? Dạ. Điều dưỡng thì cô y tá là xinh đẹp nha. Rồi hôm nay mình đi với đến đây mình có đi chung với người thân của mình không? Dạ có ạ, em đi cùng với tất cả đồng nghiệp ở cơ quan em. Đi mấy người? Dạ 10 người. Hả? Dạ 10 người ạ. 10 người? Wow. 10 người lận á Tùng ơi. Có nghĩa là hôm nay ủng hộ cho Yến rất là cao luôn. Nhưng không sao nha, đừng lo lắng, đừng sợ hãi gì hết. Có một cái cảm giác hình như là... Sao? Tùng có cảm giác gì Tùng? Không biết là có phải bằng Yến này hay không? Là quen hả? Quen hả? Thì em có kết bạn với một bạn tên là Phan Yến, cũng làm bệnh viện Nhi ở Gò Vấp. Ồ, Phan Yến bệnh viện Nhi Gò Vấp, còn này là Phan Thị Yến, cũng có thể là Phan Yến đó. Kết bạn trên Facebook phải không? Mà nhà cũng ở Thanh Hóa. Mà kết bạn trên Facebook hả? Dạ, có kết bạn trên cái phần bạn muốn hẹn hò ở Facebook. Wow. Vậy là có thể Phan Yến, tại vì có thể người ta lượt bớt chữ mà thị thôi. Không biết. Mấy đồng nghiệp ngồi dưới cười quá kìa. Nhưng mà em đã gặp bạn Yến này ngoài đời chưa hay là mới kết bạn? Dạ em nhìn thấy trong ảnh luôn. Vậy thì hôm nay nếu mà phải duyên thì mình gặp nhau ngoài đời. Đúng rồi, trời ơi, đi đâu lanh quanh. Bạn Yến này có một cái răng khểnh. Có một cái răng khểnh. Phải không? Bạn sai rồi. Có răng khểnh rồi hả? Có hai cái răng khểnh lận. Hai cái răng khểnh đúng luôn. Hai cái răng khểnh lận chứ không phải một cái đâu. Hai bạn tự hỏi nhau vài thông tin coi có phải mình đã từng nói chuyện với nhau chưa. Rồi mời Tùng. Em có nhắn tin cho bạn Yến có chúc buổi sáng, chúc ngủ ngon, chúc buổi tối gì đó. Bạn dạ cảm ơn anh, vậy thôi. Hỏi phải không? Ý là hỏi phải em không đi. Mà có đúng không bạn Yến? Đúng ạ, đúng ạ, đúng ạ. Wow. Em có nói một câu là không biết đến khi nào mới gặp được em. Không biết đến khi nào mới gặp được em. Bạn đó có trả lời không? Dạ không trả lời, đợi xem thôi. Phải duyên số mới khớp được vậy. Đúng chứ rồi, chứ chương trình đâu có biết là các bạn kết bạn với nhau đâu. Em cũng có một cái điều này muốn tâm sự. Tâm sự? Tức là em chỉ là thấy cái chương trình này là em nghĩ là chương trình offline thôi. Em mới bấm vô em đăng ký, em buồn buồn ngồi em đang bấm vô đăng ký vậy đó. Hai người đó là chương trình online. Rồi có bạn biên tập mới gọi là thuyết phục em tham gia. Thì em nghĩ là chắc đó là cũng là cái duyên. Duyên đúng rồi đó em. Bao nhiêu con người. Em nghe thông tin bạn nói là em cứ ngỡ mà không phải hay không. Dạ. Không. Ok, vậy thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu nhau kỹ hơn một chút xíu. Ủa nó nghe nè. Em coi hình của Yến rồi phải không? Ủa, nhưng mà em không biết là bạn Yến phải bệnh. Yến có coi hình của ảnh chưa? Dạ có rồi nhưng mà em cũng quên rồi. Sao sao? Không có ấn tượng phải không? Ừ, cũng có nhưng mà em cũng ủa sao em đọc tin nhắn của tao mà em không trả lời vậy? Ủa nhưng mà chị đâu phải chắc chắn là bạn Yến đó đâu chị. Tôi cứ cho như là phải đi, sao đọc tin nhắn tao không trả lời? Tại vì đôi lúc em cũng bận nhiều công việc quá. Dạ. Đôi lúc mở ra thì mình cũng chưa kịp trả lời gì đâu. Hơi hờ hững chút xíu ha. Hy vọng hôm nay có một cái duyên gì dính nhau để mình đỡ hờ hững nữa ha. Hôm nay nãy giờ mình nghe câu chuyện của người ta mình cảm thấy như thế nào? Đó giờ có rà quen ai trên Facebook rồi kết bạn gì chưa? Có sử dụng chơi Facebook nhưng mà vẫn chưa có tương tác ở trên. Chưa tương tác được phải không? Tự tin lên chứ nãy giờ hơi rụt rè nha. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em cũng tình cảm. Sống tự lập sớm cho nên là cũng làm được tất cả việc nhà. Cũng chơi được nhiều môn thể thao. Thể thao chơi môn gì? Chơi golf, chơi võ thuật. Có chơi golf nữa, chơi võ thuật. Cũng chơi golf là một môn lắm là đi khó. Chơi cái đó ha. À. Có điểm yếu gì không? Điểm yếu của em là con ngại về cái giao tiếp với các cái bạn khác giới. Khá là rụt rè. Mà nó nghe nè, mình chơi thể thao đồ lùm lá ra mà sao nó kiểu như nó hơi mong manh dễ vỡ vậy cơ. Chắc là chơi nhiều quá vậy. Chơi nhiều quá nó cũng bị vậy, phản tác dụng hả? Con gái bên đây có rụt rè không nè?
Em là người khá mạnh mẽ và quyết đoán. Một khi em đã muốn làm điều gì đó thì chắc chắn em sẽ cố gắng hết sức để đạt được điều đó. Thứ hai là em cũng sống tình cảm. Còn điểm yếu thì em cũng hay quên. Thì nhiều công việc ví dụ thì, em quên cái gì? Ví dụ những cái công việc nhỏ thì thường là phải là có người nhắc. Hoặc là ví dụ có giận hờn gì đó thì em cũng quên nhanh lắm. À, quên cái đó thì hay đó ha. Giờ em nhắc nè, cái này để em chi vậy? Cái này là món quà lát nữa em sẽ tặng cho họ nhà trai cùng với hai MC và toàn thể khán giả. À. Rồi bây giờ chị muốn nghe thông tin của Yến một chút xíu nè. Tại vì từng nghe bên đây bạn trai giới thiệu mình cũng tò mò chút xíu. Yến thì sao Yến? Những điểm mạnh, điểm yếu của mình là như thế nào? Điểm mạnh của em là biết nấu ăn ạ, là mẫu người của phụ nữ gia đình, ca hát. Còn điểm yếu của em là kỹ tính, cũng khó tính. Mà nãy nghe có thích ca hát, có thể mời Yến hát một bản được chứ? Đúng rồi, vỗ tay. Trời ơi. Em xin gửi tới hai bạn bên kia, hai MC cùng toàn thể khán giả bài hát Tình Anh. Thuyền xa sông, thuyền tìm ra biển lớn. Theo tiếng gọi ngàn con sóng khơi xa. Thuyền có hay sông nặng lòng yên ả. Vẫn đợi thuyền nhớ bến sẽ quay về. Ngày anh đi để mình em đứng đó. Anh có hay lòng em mãi thương anh. Đừng cách xa cho mi buồn đẫm lệ. Rồi vì người đi mãi sẽ không về. Dạ. Cảm nhận giọng hát của Yến như thế nào? Dạ, bạn hát rất ngọt ngào ạ. Rất là ngọt ngào, dạ. Mình cũng nên đáp lại đi. Thì em cũng giới thiệu cái điểm mạnh và cái điểm yếu của em trước. Em cứ dễ hòa nhập được với mọi cộng đồng, có thể mạnh dạn trước đám đông. Về cái mảng văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao, mọi thứ em biết chút. Em biết chơi các môn thể thao, bóng chuyền, bóng đá, bóng rổ, cầu lông, bóng bàn, cờ tướng, cờ vua, bi da, bơi lội. Banh đũa biết không? Banh đũa biết không? Biết. Biết, biết. Trời ơi, banh đũa. Cái đó nhỏ em chơi là ok luôn. Đúng còn rồi, về, thầy giáo dạy mà phải đâu. Còn văn hóa văn nghệ thì em có thể là hát các thể loại nhạc. Biết hát nhưng mà không hay lắm. Dạ. Thì khuyết điểm của mình là gì? Hơi nóng tính, nhưng mà xong rồi thì thôi rất là nhanh nguội. Thế thì bữa nay em định hát tặng mọi người cái thể loại nhạc gì? Bạn bên kia có cái đàn guitar, em cũng nhờ cái đàn guitar đó tặng bạn. Ok, trời anh sẽ đờn cho em. Ủa ai đờn? Em rồi hát đi nè, tôi chơi luôn. Vì đó là em đi ạ. Vì đó là em. Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu, không cần biết em ngày sau. Ta yêu em bằng mấy ngàn biển rộng, ta yêu em qua đông tàn ngày tận. Yêu em như yêu vùng trời mênh mông. Dạ hết rồi. Chị kết hợp với anh ấy. Tông gì vậy? Tông gì á? Tông đơ đó em. Tông đơ đó em. Tông đơ biết tông mà. Gì hết trơn á. Bởi vậy anh tông trong em đơ luôn. Trời. Thôi nhưng mà như vậy là vui rồi, mình giúp vui cho chương trình thôi mà. Thôi bây giờ mình vô tình trường nè. Tình trường sao em trai ghế xanh? Em thì từ trước đến giờ thì đã từng trải qua hai mối tình. Hai mối tình? Một mối tình là vào thời sinh viên. Cũng hơn một năm một chút. Hơn một năm sao chia tay? Lúc đó cũng đừng còn trẻ, cuộc sống cũng chưa có ổn định. Mối tình thứ hai thì mối tình sau khi đi làm cách đấy gần 2 năm đấy. Thời gian đó là cũng tìm hiểu một thời gian đấy. Được bao lâu? Cũng gần được một năm. Tính cách quan điểm không có hợp ấy. Không hợp là không hợp về cái vụ gì? Ví dụ như em thì em muốn sống ở khu vực miền Nam ấy. Và đó ví dụ lại muốn về ở ngoài Bắc. 2 năm nay ở không? 2 năm nay vẫn chưa. Vấn đề công việc ấy. Bận lắm hay sao? Khá là bận. Rồi vậy giờ có bạn gái thời gian đâu mà chờ chăm sóc bạn gái rồi đi chơi rồi hẹn hò với bạn gái? Không, tức là cái thời gian để mà mình tìm hiểu ấy, tức là ấy là mình chưa có thời gian để có cơ hội để gặp được cái nửa bên kia thì. Chứ thời gian vẫn có mà, vẫn chơi thể thao, chơi đủ thứ môn mà đúng không? Rồi. Chị sao? Nhút nhát mà biết chơi, nhút nhát chơi boxing đồ chơi golf. Một cái tướng mà lớn chơi boxing là bóc sao trời? Người của em thì có hơi ổn nhưng mà em thì có sức mạnh khá là tốt. Em bốc có thể bốc được 120 kg. Hít đất cho tôi 15 cái đó. Giờ chương trình này tôi chưa bắt ai hết đất. Wow. Một, đếm đi quý vị. Nhanh, tốc độ nhanh lắm. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tốc độ nhanh ha, khỏe.
Đi hết một cái nữa. Hỏi một chút xíu nè, giỏi quá và học tiếng Nhật, tiếng đồ nữa, rồi mình có cái dự định gì riêng cho tương lai mình không? Phát triển sự nghiệp của mình không? Thời gian đi ở Nhật về cũng vào công ty làm thì cũng định hướng là tương lai một thời gian sắp tới có thể ra để mở công ty riêng. Mở công ty riêng, công ty làm về cái gì? Bên công ty của Phúc thì đang làm về mạng thiết kế máy tự động. Vốn lý nó đủ hết chưa? Để dành được đủ chưa? Về vật liệu thì cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Được nhiêu rồi? Mình thiệt tình mà em ơi, thời buổi giờ có sao nói vậy đi. Khoảng 3-4 tỷ. 3-4 tỷ. 3-4 tỷ. Trời ơi, em làm gì mà trời ơi, giỏi quá, thấy chưa? Em thấy chưa? Thấy chưa Đạt? Giỏi lắm á. Cái này có thể mở thêm cái trường dạy boxing nữa rồi đó. Kết hợp với là cái trường dạy nhạc này nữa, hay quá chị Tường ơi. Rồi thôi để nó đi, rồi tới tình trường bên kia đi. Cái vụ đó tôi nghe tới 3-4 tỷ là 2-3 tỷ là tôi im rồi. Giỏi quá, giỏi quá. Giỏi quá anh. Giỏi quá anh ơi. Về mình kìa, tại sao tới bây giờ vẫn cô đơn với một cô bé giỏi, tài hoa, có thể tự quán xuyến được cả một cái trường học? Thật ra thì em cũng rất là tập trung cho công việc, cho nên em không có thời gian để đi tìm hiểu nhiều. Với lại tính em trước giờ cũng ít chủ động. Nếu mà em thấy người ta hời hợt quá, không có sâu sắc á, thì em cũng không có muốn phát triển thêm. Vậy là mình được mấy mối tình rồi? Em mới có một mối tình, thì mối tình này rất là sâu sắc, 7 năm. 7 năm? 7 năm. Trời ơi, 7 năm sao chia tay vậy em? Tại vì bạn này bạn rất là giỏi. Bạn được định hướng đi tu nghiệp sinh ở Nhật. Bạn hiện tại có quốc tịch Nhật luôn rồi. Không có ý định trở về Việt Nam nữa. Cho nên là tụi em mỗi người sau này đều có một định hướng riêng hết. Em thì phải phát triển sự nghiệp ở đây nên là tụi em chia tay. Mối tình một người đi Nhật và một bên kia là 2 năm ở Nhật đi về. Lasumase. Lasumase. Lát xuống lên xe. Lasumase. Lát xuống lên xe. Lasumase. Lát xuống lên xe. Lasumase. Nhưng mà chàng trai này là đi Nhật nhưng mà người ta về người ta muốn định hướng phát triển ở Việt Nam, chuẩn bị mở công ty ở Việt Nam. Bây giờ em đã quên hẳn anh ấy chưa? Hay là còn hy vọng chờ đợi? Dạ, tụi em chia tay năm 2017 rồi chị. Ồ, cũng lâu lắm rồi. Năm rồi. Dạ. Hy vọng là em sẽ tìm được một người mới trong tương lai nha. Dạ, cảm ơn chị. Cụ thể là ngày hôm nay có thể thấy cũng có dính cái Nhật Nhật đó, chắc Nhật được á. À, mình sao? Dạ em thì nói chung là về đường tình duyên thì gọi là lận đận. Mấy mối tình mà lận đận? Em không, khoảng 5 mối tình. 5 mối tình. Dài nhất là 5 năm. Và ngắn nhất thì là 1 năm. Cái mối tình 1 năm là chị không nói, nhưng mà cái mối tình 5 năm là rất dài. Không hợp ở cái điểm nào mà phải chia tay em? Bạn ấy quá trẻ con. Bây giờ bé đó cũng vẫn dạy trong cùng trường với em. À vậy hả? Vẫn gặp nhau nói chuyện bình thường. Em thì được cái là khi mà mình chia tay với một người bạn gái nào đó thì người ta vẫn trân trọng, vẫn quý mến mình, vẫn hỏi thăm mình, chứ không phải là xem nhau như người xa lạ. Mối tình đó là chia tay lâu chưa? 4 năm rồi. Mối tình gần đây rồi nhất nè. Rồi sau nữa là mối tình năm. Nào? Gần một đây. Năm. Một năm. Tới tuổi kết hôn rồi đó, tại sao chia tay luôn? Bạn ấy quá kiểm soát anh. Ngày 24 tiếng đồng hồ thì coi như mình bảo tin nhắn, không trả lời thì gọi là giận hờn vu vơ thì cùng. Nói chung là em cảm thấy là bạn ấy không có tự tin trong cái chuyện tình yêu. Bạn ấy rất là giỏi về cái mặt cuộc sống, công việc. Em có chia sẻ một cái điều là những bạn gái cũ của em đó, em chia tay ai em cũng coi là bạn. Chờ hỏi Yến đi. Yến ơi, dạ. Ví dụ bây giờ em có một người bạn trai, nhưng mà người bạn trai này là hàng ngày đi làm, ngày nào cũng gặp cái người bạn gái cũ mà quen tới 5 năm trời. Dạ. Em có bị ảnh hưởng lung lay tình cảm, em có ghen tuông gì không? Dạ cũng có. Quan trọng là mình thôi, mình sẽ rõ ràng cái mối quan hệ đó. Tình trường của Yến sao nào? Em thì có 3 mối tình chị. Mối tình gần nhất là chia tay năm 2017, yêu nhau được gần 3 năm. Vì sao chia tay? Cũng có nhiều lý do. Lý do quan trọng nhất là bên gia đình bên đó cảm giác em không nhận được sự tôn trọng bên đó. Đó là gia đình bạn trai không thích em hay là gia đình sao? Dạ vâng ạ, em cảm nhận được điều đó. Thời điểm đó cũng chưa gặp gia đình bên đó. Chưa gặp luôn mà, chưa, vậy là chưa về gia đình luôn. Bạn trai em nói cho em nghe hay sao? Dạ bởi vì khi mà chia tay á, trước đó em có hỏi nhưng mà bạn ấy không phủ nhận điều đó là gia đình không thích. Đến cái phút cuối cùng khi bạn ấy đi lấy vợ, em vẫn hỏi lý do cuối cùng, bạn nói là gia đình không thích mình. Người ta có vợ luôn rồi. Dạ, chia tay khoảng được 2 tháng là cứ. Giờ mình sẽ thăm hỏi thêm ý kiến của người thân một chút đi. Họ nhà gái rất là đông. Rồi, nè. Em gái đã cầm sẵn micro rồi, mời em giới thiệu đi ạ. Em đi ủng hộ cho bạn nào vậy? Em xin tự giới thiệu, em là Ngân, em là đồng nghiệp của chị Yến ạ. Xin chào chị Cát Tường, anh Hứa Minh Đạt và các quý vị khán giả trong trường quay ạ. Em đã làm chung với chị Yến khoảng 3 năm. Chị Yến là một người rất là tình cảm, nhẹ nhàng với đồng nghiệp, với bạn bè và cả với bệnh nhân nữa. Chị Yến là một người rất là tuyệt vời. Chị có một cái tính xấu là hơi kỹ tính. Dạ. Nhiều khi tụi em cũng nhắc là đừng có kỹ tính quá bà ơi chứ. Có phải là do bệnh nghề nghiệp không em? Dạ có thể chị. Mà tại vì nhiều khi kỹ tính quá đó nên là gặp ai cũng không ưa hết á.
À. Khó lắm. Dạ. Cảm động thấy vi trùng. Cảm động thấy vi trùng. Vi rút. Em nhận xét về hai chàng trai của chương trình như thế nào nè? Em thấy là hai anh thì có rất là nhiều điểm phù hợp với chị của em. Tại vì đều là người ở gốc của miền Trung đúng không ạ? Anh ghế đỏ thì lại rất là có duyên với chị Yến. Cảm nhận của em á, thì em cảm thấy là em thích anh ghế xanh hơn. Lý do? Tại vì em cảm thấy ảnh có một sự điềm tĩnh ở bên trong ảnh, mặc dù ảnh hơi nhút nhát một chút xíu, nhưng mà em thấy ảnh rất là điềm tĩnh. Còn anh áo đỏ, anh ghế đỏ thì nãy anh nói là ảnh có một khuyết điểm đó là hơi nóng tính. Mà tính chất của công việc của chị Yến á, thì trực đêm rất là nhiều và phải cần một người đàn ông có thể quan tâm chăm sóc cho gia đình nhiều. Cảm ơn em. Rồi có 11 người đồng nghiệp ở dưới là mỗi người một ý luôn á. Thôi chết luôn á. Bàn tán nhau quá trời. Thôi, luôn rồi kìa. Bây giờ qua tình, tới bây giờ người là nhà của là Yến thôi. Bạn gái màu ghế màu xanh ai ạ? Dạ em chào chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt và toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Nhật Thi, em đến đây ủng hộ chị Quỳnh với tư cách là em dâu. Chị Quỳnh là một người phụ nữ thuộc tiết hiện đại và độc lập, cho nên là bản thân chị Quỳnh có một cái cá tính rất là đặc biệt. Ngoài những lúc trong công việc ra thì chị Quỳnh vẫn luôn dành thời gian để chăm sóc cho gia đình, và đặc biệt là chị Quỳnh nấu ăn rất là ngon. Thì em cảm thấy là một người đàn ông phù hợp với chị Quỳnh là một người đủ điềm đạm để có thể hài hòa được với lại cá tính mạnh mẽ của chị Quỳnh. Thì theo em nhận thấy là hai anh ở trên đây là anh nào cũng có cái chất riêng và cũng rất là ok hết. Nhưng mà cái này là xét về cái gu của chị Quỳnh thôi, tại vì hai chị em cũng hay tâm sự với nhau á, thì em cũng nghiêng về anh ghế xanh hơn. Hai anh chị khi mà gặp nhau và cùng màu ghế thì hai anh chị sẽ cùng nhịp đập cảm xúc với nhau. Dạ em xin hết. Rồi cảm ơn em. Đó là ý kiến của họ nhà gái. Bây giờ mời Đạt hãy phỏng vấn ý kiến của họ nhà trai. Dạ em xin chào chị Cát Tường. Dạ, dạ chào anh Hứa Minh Đạt và chào các khán giả của trường quay. Em là Phạm Thị Lan, là chị gái của Phúc. Em ấy là do là đi học nhiều rồi là đi nước ngoài nữa nên là không có cái thời gian để tìm hiểu, rồi nay cũng lớn rồi, nhà cũng nôn. Hối ha chị ha, nhà hối ha. Em thì rất là hiền, có lẽ chắc vậy nên khó kiếm bạn gái hay sao đó. Em rất là thương em ấy, tại vì đi tự nhiên một mình như vậy rồi tự bôn ba như vậy. Mẹ thì yếu mà mẹ thì ở quê vào ở nông thôn cho nên tất cả mọi thứ là do em ấy tự. Yeah. Trong nhà không có ai giúp đỡ hết phải không? Tự mưu sinh đúng không? Ở góc độ của chị thì chị chấm cô ghế xanh. Cảm ơn chị. Rồi em trai mời em. Em là bạn học của Phúc đúng không? Dạ em là bạn đại học với Phúc ạ, rất thân với Phúc ạ. Bạn đại học là học ở đâu? Tính Phúc đúng không? Học đại học Bách Khoa. Ồ, học đại học Bách Khoa nữa hả? Phúc học đại học Bách Khoa xong đi làm ở đây một năm ở Viettel, rồi sau đó là tự đi học tiếng Nhật rồi tự đi Nhật. Bạn ấy có điểm yếu là cứ đứng trước phái nữ là bạn ấy run rồi, bạn ấy không nói được. Bạn thân hồi đi học phải biết có tật xấu gì không? Hồi xưa bạn đi học nó khác với các bạn khác là bạn phải tự kiếm tiền rồi tự mua máy tính, tự mua xe máy, tự mưu sinh suốt sinh viên. Nên là có thể là cái cách ăn mặc của bạn ấy không có chỉnh chu hay là không có đẹp bằng các bạn mà bên kinh tế. Không sao em, tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Cảm ơn em nha. Thầy giáo của tôi đi một mình, tôi đúng xin rồi. Đại diện họ đó, đây. Đúng không? Dạ đúng tôi rồi chị. Tôi xin đại diện họ nhà trai Tùng. Đẹp trai. Đúng có. Trời, con trai đính chính. Theo các bạn nữ chia sẻ thì mình cũng muốn chia sẻ lại. Riêng bản thân em, đối với những người yêu của em trước đây, chưa bao giờ em có một lần nổi nóng. Thậm chí bạn đó sai, em vẫn là người xin lỗi đầu tiên. Em vẫn là người xin lỗi đầu tiên. Mình không hơn thua gì với người yêu của mình cả. Còn đối với người phụ nữ, em mồ côi cha lúc em mới 5 tuổi. Từ khi học cấp 2 trở lên là em cũng tự lập, mưu sinh, làm tất cả các việc từ phụ hộ, làm công nhân, làm tất cả mọi thứ. Đi làm sau này mới quay lại học sư phạm, rồi mới đi lại đi dạy. Trong người em lúc nào cũng suy nghĩ là sau này dù thế nào, khổ như thế nào cũng không để cho người phụ nữ của mình phải khổ, phải rơi lệ như vậy. Chị hiểu mà, chị đồng cảm với em. Cho nên chị thật sự nếu em không nói thì chị cũng đang chuẩn bị định nói về cái chuyện nóng tính của em. Thật ra là người ta nói khuyết điểm mình nóng tính vậy thôi. Nhưng mà giống như Tường cũng vậy nè. Tường ai hỏi mình khuyết điểm là gì thì Tường cũng là nóng tính. Nhưng thật ra cái nóng là mình, nếu mình cảm thấy cái điều đó nó sai thì mình buộc phải lên tiếng. Đó, tôi bảo vệ nhà trai của tôi một chút xíu thôi. Rồi tự động phấn đấu vươn lên, bây giờ người ta cũng có công việc làm ổn định nè, mình vẫn đang sống với mẹ đúng không em? Thực ra là mẹ em ở nhà, em sống xa nhà, rồi em tự lập bươn chải, em đi dạy rồi tính là mua nhà trước. Nhưng mà thực ra lúc trước thì em thích xe, em làm mua xe trước. Xe là bây giờ mình mua xe mình đi hay mua xe kinh doanh? Thứ nhất là em mua một chiếc xe để em kinh doanh, để em làm thêm đưa rước học sinh mỗi ngày. Vậy đó hả?
Em... Vậy là phải xe lớn chứ? Dạ, chiếc xe lớn. Là sau đó em lấy dựa vào cái đó em kiếm rồi em đam mê của em lại mua một chiếc xe nhỏ em đi. Cái xe lớn đưa đón học sinh là mỗi ngày sáng chiều luôn hả em hả? Buổi sáng em dậy đến 10 giờ rưỡi em chở học sinh từ 10 giờ rưỡi đến 12 giờ. Em lái luôn hả? Dạ em lái. Dạ. Em dậy xong rồi em ra em đi rước học sinh luôn cho các lớp em. Là xe mấy chỗ? Xe em thì có 9 chỗ, em dạy bơi, em mở câu lạc bộ bóng đá em dạy. Giỏi rồi em liên kết với BKM Bình Dương bóng đá và là bên mạng bóng đá chuyên nghiệp nữa. Nói chung là cái công việc mình tự tạo ra thôi, quan trọng là mình có chịu làm hay không. Rồi có thời gian để cho bản thân rồi có thời gian. Có chị, nói chung là thời gian mình tự cân đối được hết. Dạ, đúng còn rồi. Sức còn cài, còn sức không? Còn. Cài. Đây bây giờ mình mở cửa, còn sức mở cửa không đây nè? Còn chứ, còn, mở cửa trái tim nha quý vị. Ủa, mở cửa trái tim. Rồi. Mình đã từng gặp nhau. Mình đã từng gặp nhau. Đúng hả? Mình đã từng gặp nhau. Gặp nhau. Mọi người im lặng luôn vậy. Nãy mình hứa hẹn như thế nào? Đây. Gấp vậy hả anh? Mình phải liền như vậy. Chứ giờ em cũng rất ít chơi guitar. Hôm nay thì cũng mong là... Khó không? Nè, em ngồi ghế anh dễ hơn nè. Dạ. Đó, nó ra dáng một cái nghệ sĩ gì đó. Wow. Thật ra là rất lâu rồi mới chơi lại guitar, tay cũng chai luôn. Em sẽ trình bày một bài hát chắc là cũng khá quen thuộc với mọi người, là bài Lời Yêu Thương của nhạc sĩ Đức Huy. Trời của miền nhiệt đới trên đôi vai em buôn trần cho anh mơ mộng. Anh muốn được cùng em về miền biển vàng, mình sẽ sống những ngày hè ươm nắng dưới bóng dừa lạ lơi, sẽ nói yêu anh mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Lần đầu gặp anh trên phố, em ngẩn ngơ em thẫn thờ như người ngu mơ. Chỉ một lần nhìn vào đôi mắt anh đã cho em quên đi tất cả. Em muốn được cùng anh về miền biên vắng, mình sẽ sống những ngày hè ươm nắng dưới bóng dừa lạ lơi, sẽ nói yêu anh mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ấm ấm trong lòng hoài. Em muốn được cùng anh về miền biên vắng, mình sẽ sống những ngày hè nhuộm nắng dưới bóng dừa lạ lơi, sẽ nói yêu anh mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ấm áp trong lòng hoài. Yêu thương đã từ lâu ấm áp trong lòng hoài, nói những lời yêu thương đã từ lâu ấm áp trong lòng hoài. Trời ơi, nãy giờ bình tĩnh lại chưa? Dạ. Mở cửa trái tim ra một cái là tôi thấy là tùm lum tà la hết trơn á. Người che mặt, người bịt mắt gì đủ thứ hết. Rồi, thầy giáo nói trước, cảm nhận của em như thế nào khi cánh cửa trái tim này mở ra? Anh rất là bất ngờ. Thì hôm nay, không biết do có duyên hay sao mà chương trình này ghép lại gặp đúng. Hôm nay gặp mặt thì em thấy như thế nào? Dạ đi. Dạ sao? Dạ thấy rất là xúc động à. Xúc động. Bất ngờ. Còn Yến, cảm nhận của Yến như thế nào, cảm xúc của Yến như thế nào? Em cũng rất là bất ngờ khi gặp anh ở trên này, bởi vì chắc cũng có một cái duyên gì đó. Không trả lời là tại bận phải không? Dạ. Công việc của em đi làm ban ngày, xong rồi tối em còn đi làm thêm nữa, nên là em cũng rất là ít thời gian. Em, cơ hội đã đến rồi, phất đi. Cảm ơn. Tạm biệt. Là xăm anh xe được không? Thực ra là hôm nay hai bạn nữ là ngoài cái mức suy nghĩ của em. Ngoài mức suy nghĩ của em. Rất là tuyệt vời. Rất là tuyệt vời. Hai bạn nào cũng hát rất là hay. Hai bạn nữ ở thành phố Hồ Chí Minh, hai bạn trai ở Bình Dương, yêu xa. Quan điểm của em về việc yêu xa như thế nào? Thực sự thì ở khu vực miền Nam thì đội viện không cảm giác là xa được. Người ta có nói một câu là xa hay không là ở lòng người, chứ không phải ở khoảng cách. Tình yêu nó cũng giống như là một cái cây vậy đó. Tuy là ở xa nhưng mình vẫn phải chăm sóc, mình phải tưới nước thì mình mới gặt hái được trái ngọt. Mỹ,
Trước đây em cũng đã từng quen anh ở trên Facebook đó. Em cũng đã từng nghĩ đến cái vấn đề này. Đã biết, em đã suy nghĩ tới vấn đề đó rồi. Rồi, có phải vì vậy mà em không muốn trả lời không? Vì thấy xa quá đúng không? Dạ, cũng một phần ạ. Khoảng cách xa tại vì thời gian mà tìm hiểu nhau rất là ít. Đến khi mà hai người cùng quyết định, ví dụ về chung một nhà, hai người ở hai nơi công việc nó rất là cũng xa. Em nghĩ thì không có vấn đề gì cả. Tại vì em ở Thủ Dầu Một, xuống Gò Vấp rất là gần. Có mười mấy cây thôi. Đúng rồi. Lúc trước bạn em cũng ở Gò Vấp đường Lê Đức Thọ. Ngày cái thời mà lúc mà em còn sinh viên thì hay đi lên đi xuống hoài, chơi với bạn hoài. Bên nội em cũng ở Sài Gòn. Công việc em là giáo viên, em dạy buổi sáng, buổi trưa em đi chơi chở học sinh, buổi chiều em dạy thêm. Em nghĩ là cái người đầu đất nước với cuối đất nước, người ta còn đến được với nhau nếu mà thực sự tình yêu đủ lớn. Rồi nửa vòng trái đất ta còn yêu được mà. Còn bản thân em thì nếu mà mình là một người đàn ông thì để cho bạn gái mình khỏi phải lo vấn đề đó thì em sẽ chủ động đi xuống nhiều lần cũng được. Công việc em sắp xếp rất là dễ. Hè thì em được nghỉ 3 tháng, Tết thì em được nghỉ 3 tuần, thứ bảy chủ nhật em được nghỉ. Công việc em làm thêm thì em tự tạo ra em làm thôi. Yến nói Yến làm thêm ban đêm nữa. Chỉ cần Yến nói là sắp xếp được thời gian là cỡ nào anh cũng tới nếu mà chúng ta bấm nút. Tiếp tù rất nhanh. Chỉ là Yến có sắp xếp được thời gian cho anh hay không thôi. Chỉ cần Yến sắp xếp được thời gian cho anh là anh có mặt. Công việc của em có trực đêm, có những lúc em vắng nhà thì mình có thể là lo được cho bản thân mình hay là con, chăm sóc con không? Anh tự lập từ bé. Khi mà anh học lớp 2, mẹ đi làm là nói nhà anh phải tự chăm sóc, anh tự nấu ăn. Để khi mà mẹ về là có được bữa ăn. Sáng dậy phải quét nhà, giặt đồ. Tất cả những cái gì đó anh đều được thực hiện, làm được hết. Ba mất sớm à? Trước giờ em vẫn là người như vậy. Em suy nghĩ không phải việc này của đàn ông, cũng chả phải việc này của phụ nữ. Rảnh thì mình rảnh tay thì mình làm, ví dụ như vợ thì nấu cơm thì mình rảnh đó thì mình ngồi mình phơi đồ. Công việc của cổ là đi đêm hay lâu lâu là cổ phải trực đêm như vậy thì em có ngại không? Không chị, thấy vợ mình như vậy thì mình phải càng phải giúp đỡ nhiều hơn. Em bên ngoài cứng rắn, em coi những bộ phim hoặc là nói về tình yêu thương cha mẹ gia đình gì đó, nước mắt thấy rồi. Nãy giờ tôi ngồi đây tôi cảm nhận mấy lần là rơm rớm nhá. Em thì sao, có làm việc nhà phụ vợ không? Chắc chắn là chị, họ ở bên Nhật cũng phải tự làm mà đúng không? Các bà là phải ở trọ ở một mình ở tiệm. Nên là mọi thứ đều, việc nhà đều phải tự lo được. Công việc của em rất là bận. Và thường là chủ yếu là vào ban đêm á. Thì anh có ngại nếu mà cái đồng hồ sinh học của em nó hơi khác người ta. Em có thể chăm sóc gia đình con cái rất tốt vào ban ngày, nhưng mà ban đêm thì em lại muốn toàn tâm cho công việc á. Thì anh nghĩ như thế nào, anh có e ngại vấn đề đó không? Đối với anh thì nghĩ là không có vấn đề gì cả. Như là mình tôn trọng cái công việc của nhau, nhưng ban đêm là em đi dạy hả? Hay là cái gì mà ban đêm là bận? Dạ, tại vì trường em là hoạt động ban đêm, ngoài giờ đi học của các bé. Tới mấy giờ? Tới mấy giờ? Thường là có khi 10 giờ hơn. Đêm nào đâu giờ đó về thì cơm đã dọn sẵn rồi. Còn giặt vũ đồ thì đã có đó, nhanh lắm bột giặt cho anh. Sợ là một. Sợ. Giặt và xả trong một mất có 15 phút về, xong. Giặt đúng rồi đúng chị. Không? Bây giờ tôi chỉ dành còn 30 giây nữa thôi, ưu tiên cho hai bạn nam, tại vì các bạn nữ của tôi thích sự chủ động. Bây giờ hai bạn còn muốn thể hiện điều gì nữa không? Mỗi người 30 giây, nếu không là chúng tôi hết giờ và bấm mỗi nút. Người nói được một câu. 30 giây bắt đầu, mạnh dạn lên. Mình cho anh hỏi sự là quê ở Sài Gòn, người ở miền Nam. Thì cái về cái giọng nói như này thì có vấn đề gì ở lớn ở đó? Thật ra thì em cũng định chia sẻ nhưng mà em ngại quá. Giọng của anh rất là dễ thương. Giọng của anh rất là dễ thương. Giọng anh rất dễ thương. Tới ông thầy thể dục của tôi nè. Rồi nhanh nè, 30 giây. Yến có cái trải lòng giống lúc nãy á, thì nếu mà đến được với nhau á, thì sợ nhất là vấn đề gia đình hai bên. Vấn đề đó thì yên tâm, cái đó là em quyết như thế nào thì gia đình phải theo vậy thôi. Mình đã tự lập rồi thì gia đình phải luôn luôn ủng hộ mình. Và đặc biệt mẹ em thì rất là yêu thích con gái. Sống với hai thằng trai tụi bay nhỏ lớn tôi chán lắm rồi. Thì có đứa con dâu hiền hậu là mê lắm. Dạ, đặc biệt là nếu mà đồng hương với mẹ nữa thì thôi khỏi phải nói nữa. Rồi hết thời gian nha. Chúng ta sẽ đến với khoảnh khắc quyết định. Sau 5 giây của anh Hứa Minh Đạt thì các bạn hãy bấm vào cái nút bấm của mình. Bây giờ các bạn hãy đặt tay vào nút bấm đi. Chọn ai cũng được, thích ai chọn nấy, chứ không cần phải chọn theo cái sự sắp đặt của chương trình đâu nhé. Rồi mời các bạn đặt tay vào nút bấm đi ạ. Đây là chương trình ghép đôi thần tốc, nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Các bạn có 5 giây. 5 4 3 2
một cái cảm giác hình như không biết là có phải bạn Yến này hay không. Là quen hả? Quen hả? Nếu mà em thấy người ta hời hợt quá, không có sâu sắc á thì em cũng không có muốn phát triển thêm. Một. Chúc sao mừng đi trời ơi. Cho chút cảm xúc của em lúc này cơ Yến. Làm chị, em chỉ lo nhất trong đây là em luôn á. Thiệt á. Sao Yến? Thì hôm nay mình đã đến đây thì cũng là một cái duyên rồi. Thì muốn tìm hiểu thêm thì mình sẽ cho nhau một cơ hội để tìm hiểu sâu hơn. Đúng rồi. Thật ra ít phút ở đây hoặc là ví dụ mình có gặp trên mạng mình chưa mở lòng cũng khó lắm. Hôm nay mình gặp trực tiếp nên cho nhau có cơ hội, biết đâu được những cái gì em lo lắng trong lòng thì nhiều khi anh ấy sẽ tháo được những cái nút thắt đó thì sao. Không được thì mình cũng có thêm một cái mối quan hệ vẫn tốt cho mình. Chúc mừng em nha. Chị hồi hộp lắm. Hồi hộp mình Yến thôi hả? Sao em cảm xúc sao, vui không cưng? Dạ vui. Vui hả? Mời hai bạn đứng đây trước. hai bạn đầu tiên như là giống như là một cái con người anh nằm trong đây đó thì anh cũng mong em được. Nắm tay nhau đi hai bạn, nắm tay nhau. Ôm đây một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày hôm nay chúng ta gặp nhau. Trời ơi, ơi cặp xanh món quà về với chính chủ, chủ động. Vì em rất là thích style công sở giống như anh cho nên trong này là một chiếc áo sơ mi công sở. Và cái quan niệm tình yêu của em thì cũng chỉ có một người duy nhất cho nên em chỉ chuẩn bị một món quà duy nhất thôi. Vì em không muốn người đàn ông của em mặc trùng áo với người khác. Bây giờ làm nắm tay nè, quyết liệt lên coi. Nắm tay, chủ động. Một nụ hôn khởi đầu. Mạnh mẽ đi, lên. Thơm đi. Dạ. Mạnh mẽ lên. Rồi nắm tay luôn chứ. Đúng không cưng? À đủ cặp. Đủ mình cặp, về với mình nhau. Về với nhau. Đây là lần đầu tiên mà ông Mai và bà Mối đã hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ của mình là ghép đôi được cho hai cặp đôi luôn. Dạ, tâm trạng rồi. Rất là hân hoan, rất là vui sướng. Chương trình sẽ dành tặng riêng cho những cặp đôi mỗi bạn một chiếc điện thoại Realme pin khủng sạc nhanh. Hy vọng là các bạn sẽ sử dụng chiếc điện thoại Realme này nè để liên lạc với nhau nè, chụp hình nè, gọi điện nói chuyện với nhau để chia sẻ những cái hình ảnh và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ của chương trình và những khoảnh khắc đáng nhớ trong tình yêu của hai bạn. Đó. Tặng em. Đó. Ở đây một cặp đôi nữa nè. Đây, tặng em. Không, cứ cầm tay chứ đi, cái gì buông lẹ vậy? Và tiếp tục xin gửi tặng cho các bạn, đây là Vivel Cool, nước uống thuần thảo dược giúp thanh nhiệt, hỗ trợ giải độc gan và tốt cho sức khỏe. Trời ơi, sắp xếp quà cáp lại, đó. Đây, rồi. Bên đây, tay vẫn không rời. Đó. Ở đây nhiều quà, nhiều quá rồi. Rồi, đẹp luôn. Nhãn hàng bột giặt Joy 2-in-1, giặt và xả tất cả trong một, sẽ tặng cho mỗi bạn một combo bột giặt Joy. Và đặc biệt nếu trong hai cặp đôi này, cặp đôi nào mà tiến tới hôn nhân thì sẽ được tặng một miễn năm phí. Miễn phí sử dụng bột giặt Joy. Nếu mà hai cặp là được 2 năm. Chị Tường với anh Đạt có tham dự không? Nếu mà hôn nhân chị Tường với anh Đạt có tham dự không? Có chứ, đám cưới là có tham dự luôn á. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, hãy đăng ký tham gia chương trình ghép đôi thần tốc với phiên bản kết đôi như ý bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng NetLove. Hãy truy nhập ứng dụng NetLove để được đăng ký tham gia chương trình một cách nhanh nhất nha. Quý vị ơi, hãy nhớ đón xem chương trình ghép đôi thần tốc hàng tuần quý vị nhé. Và chương trình của chúng tôi sẽ được phát sóng vào lúc 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và chúng ta hãy đón xem chương trình vào lúc 22:45 chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Một lần nữa cảm ơn nhãn hàng bột giặt Joy 2-in-1, giặt và xả tất cả trong một đã tài trợ chính cho chương trình. Và để tạo cho cơ hội cho các bạn gặp gỡ và kết đôi cùng nhau, chúc các bạn hạnh phúc bên nhau và sớm báo tin vui cho chương trình nha. Bây giờ Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Bye bye. Hôm nay đến tham gia chương trình tâm lý của mình như thế nào chị? Nói chung là cũng hồi hộp. Nhờ mấy chị em ở đây làm tinh làm tinh thần mình thoải mái hơn, tự tin hơn. Vậy thì một cái tiêu chí của chị khi mà lựa chọn bạn trai của mình sẽ như thế nào?
Do con tim mình và lý trí của mình thôi. Mình cảm nhận được ví dụ như sự chân thành hoặc là đủ cái sự ấm áp thì mình giống như kiểu là đủ sự rung động á từ trái tim mình. Đây là bạn của chị hả? Ví dụ như mà ngày hôm nay chị có một cái tiêu chí nào đặt ra để có thể tư vấn cho bạn của mình không? Em nghĩ là chị ấy cố gắng thoải mái và đừng có đề cao quá cái tiêu chí của mình á. Quan trọng là cái người mình gặp mình cảm thấy có thiện cảm là được. Đó là cái bước quan trọng đầu tiên thôi. Còn sau này thì từ từ mình tìm hiểu tiếp. Từ xưa đến giờ chị có khó tính không? Rất là khó luôn á chị. Rất là khó. Cho nên là em chỉ cần có một chút tình cảm với người đó lúc mà mình mới gặp á, thì sau này hy vọng sẽ tiến triển hơn. Chị cũng mong muốn là bạn chị kiếm được người theo ý của bạn ý. Theo ý là hả? Đúng rồi, tại vì quan trọng là bạn kiếm mà đâu phải chị kiếm đâu. Không có một chút tư vấn gì luôn á. Rồi còn chị thì sao? Thì cũng mong bạn nó tìm được người phù hợp với bạn thôi. Bên này là như ý, còn bên này là phù hợp. Đúng rồi. Nói chung là tùy chị đó. Còn chị thì sao ạ? Cũng đồng ý chị này nữa luôn. Có ý gì khác không ạ? Ví dụ như em cần em một ý gì khác không chị? Nói chung là chị em thì miễn sao gả được em ấy là được. Là vui mừng lắm rồi. Mình có thể ngồi lại cùng với nhau chụp một tấm hình cả nhà mình đông đủ như thế này được không ạ? Cười tươi lên mọi người. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Mười cô gái. Thăng đến giờ, thăng qua đây. Còn một người đang đến. Còn một người đang đến. Người ơi, đây là kỷ lục của ghép đôi thần tốc khi mà 10 người đến để ủng hộ một người thân trong gia đình mình nha mọi người. Cô gái khách mời của hôm nay đúng không ạ? Người chơi của hôm nay đúng không ạ? Chị tên gì ạ? Mình tên Quỳnh. Chị Quỳnh. MC xinh quá. Cảm ơn chị. Chị em kiếm ghế ngồi. Chị đến tham dự chương trình hôm nay chị cảm giác như thế nào? Chị có hồi hộp, lo lắng gì không? Chị hơi tò mò chứ không có hồi hộp. Tò mò về người bạn chơi cùng á. Vậy thì mình đã chuẩn bị một món quà gì để đến đây trong cái chương trình ngày hôm nay để có thể tặng cho bạn ấy không? Chị có chuẩn bị áo sơ mi. Áo sơ mi? Chị lựa theo cái hình mẫu lý tưởng của chị và cái chỗ đó có thể đổi sai được nếu mà không vừa. Tức là xong là cho cặp cứ zip lại để đem đi đổi. Đúng rồi. Nếu mà không vừa đúng không? Đúng rồi. Nếu mà có khi là xong thì chị sẽ tặng luôn, chị sẽ đem đi đổi giùm luôn đúng không? Đi đổi cùng với chị luôn. Ok, nên thành đôi đúng không? Vậy thì chị mua mấy cái? Chị mua một cái cho một bạn. Bạn mình sẽ chọn. Vậy sao chị lại tặng Sumi? Thứ nhất là mỗi lần ảnh đi làm thì ảnh mặc về ảnh sẽ nhớ đến mình. Với lại chị cũng muốn mỗi ngày ảnh đi làm thì ảnh đều cảm thấy vui vẻ. Chị là thích kiểu đàn ông chỉnh chu và chú ý đến trang phục một xíu đó. Cho nên là thời trang nó cũng quan trọng. Nếu mà quen cô gái này thì chắc chắn là sẽ có đồ đẹp để mặc hồng hoài luôn. Xuống dưới ha. Dạ xuống dưới sạch lễ tân giúp em nha. Anh có thấy không? 10 cô gái đã đi cùng với chị. Áp lực không anh? Anh hả? Anh hòa nhập được với đám đông mà. Cái cảm xúc của chị bây giờ là như thế nào? Nó có còn hồi hộp nữa không? Không hả? Cái lúc mà anh mở rèm ra xong rồi chị thấy anh, chị biết anh là người quen. Có phải mình đã từng nói chuyện với nhau chưa? Rồi mời Tùng. Em có nhắn tin cho bạn Yến có chút buổi sáng, chúc ngủ ngon, chúc buổi tối gì đó. Bạn dạ cảm ơn anh, vậy thôi. Hỏi phải không? Ý là hỏi phải em không đi. Mà có đúng không bạn Yến? Đúng ạ, đúng ạ, đúng ạ. Mình không trả lời tin nhắn, mình có cảm thấy hơi ngại không? Cái vấn đề đó mình cũng có nghĩ rồi. Nhưng mà tại vì lần đó mình cũng có đăng bài lên trên, cũng có làm quen trên mạng á. Thì cũng có nhiều người nhắn tin cho mình. Thực sự là vậy. Cho nên là nhiều khi là nó bị miss thông tin, nó bị bão hòa. Chứ là mình không thể nào trả lời được hết nhiều người như vậy. Đầu mình cũng trả lời một số người nhưng mà mình cũng tìm hiểu qua sơ trên đó thôi. Để mình nói chuyện để xem như nào. Thì tìm hiểu qua thì thấy anh này cũng được. Nhưng mà về khoảng cách thì hơi xa nên là mình cũng hơi ngại về cái vấn đề đó.
về thời điểm hiện tại bây giờ thì sao? Như thế nào về anh? Thì mình cảm nhận thì mình cũng chắc là phải tìm hiểu nhiều mình mới biết được. Còn vấn đề đã đến đây rồi, trước đó cũng là có duyên nhưng mà không có thời gian để mà gặp mặt, thì hôm nay cũng đến đây thì có duyên mình gặp mặt rồi thì thôi, thì chúng cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhiều hơn. Trong cái lúc mà anh chắc cũng có chân thành, sự chân thành. Thế vì lúc đó cũng bất ngờ quá nên cũng không suy nghĩ được gì nhiều hơn. Ngày đầu tiên là anh quyết định nhắn tin cho chị về, tại sao mà anh lại quyết định? Mình có một cái ấn tượng gì về chị không? Yến đăng lên cái bạn muốn hẹn hò thì bạn thì anh thấy có một cái gì đó mình rất là thích, thì anh kết bạn với Yến thôi. Anh rất mong được kết bạn với em. Thì Yến nói là Yến bận lắm, nhiều khi không có trả lời tin nhắn được mọi người, nên là mong mọi người thông cảm. Thì cũng may sao mà Yến lại chấp nhận kết bạn với anh, mày có trả lời với anh. Cái cảm xúc đó mà anh mở cái đường đó, anh chắc chắn là 90%. Còn khi mà mở về rèm gặp thì mình rất là xúc động. Rồi. Mình đã từng gặp nhau. Đúng hả? Mình đã từng gặp nhau. Đúng hả? Mình đã từng gặp nhau. Trời ơi, bắt gặp luôn nha mọi người. Ý, từ. Không, để im. Ý, chị cũng có trả lời nè. Trời ơi. Chị cũng có trả lời, nhưng mà phải thời gian rất là lâu mới trả lời. Trời ơi, người ta bận. Biết mà, anh đâu có buồn đâu. Đó, không, em đâu nói buồn đâu, nhưng mà bận. Nhưng mà cái này người ta gọi là nhân duyên tiền định nha mọi người. Cho nên là cho dù là có ở xa tới nửa vòng trái đất đi chăng nữa thì mọi người vẫn có thể lại gần với nhau nha. Ui, mọi người nói chuyện với nhau cũng lâu nè, cũng dài nè. Nhiều lắm, nhưng mà lâu lắm mới nói chuyện. Thì lâu lắm mới nói chuyện, cho nên bữa nay anh mới có cơ hội được ngồi đây với chị nè. Trời ơi, dễ thương quá vậy. Trời ơi, tôi nhiều chuyện quá à. Mà thôi kệ đi. Tôi nhiều chuyện nhưng mà tôi thấy được rồi. Dự định sắp tới của hai anh chị sẽ như thế nào khi mà mình đang phải có một cái khoảng cách khá là xa về địa lý? Mình sẽ sắp xếp để có nhiều thời gian nhất có thể tìm hiểu với Quỳnh. Là mình sẽ đi lên Sài Gòn nhiều hơn. À, đúng rồi, sẽ trong tuần thì có thể là 3 đến 4 hôm có thể xuống Sài Gòn được. Nhưng mà phụ thuộc vào thời gian của Quỳnh nữa, sẽ sắp xếp hôm nữa, ngày nào có thời gian được. Còn đối với chị Quỳnh thì như thế này chị sẽ... Bình thường thì công việc của chị cũng bận đó, chị gia đảnh vào cuối tuần thôi. Thì thật ra cặp đôi yêu nhau này thì cũng ở bên nhau vào cuối tuần cả. Ví dụ trong tuần anh có thể thoải mái cho công việc, nhưng mà cuối tuần thì dành cho chị 1 đến 2 ngày để làm nhau. Chị có nhớ ở trong chương trình mà anh đã nói lên cái cảm xúc của mình? Chắc là lúc anh hỏi cái giọng của ảnh đó, cái giọng của ảnh có khó nghe không á. Đây chị thấy giọng dễ thương nhưng mà chị cũng ngại nên không nói. Thì lúc ảnh nói thì chị cũng trả lời vậy. Cảm thấy vui nhưng mà cũng mắc cỡ nữa. Quỳnh ở Sài Gòn, người ở miền Nam. Thì cái về cái giọng nói như này thì có vấn đề gì ở lợn ở đó? Thật ra thì em cũng định chia sẻ nhưng mà em ngại quá. Giọng của anh rất là dễ thương. Giọng của anh rất là dễ thương. Còn anh, phần khác nào mà anh thích nhất của chị? Mình thích nhất là lúc Quỳnh chơi đàn, hát. Là chất của nàng thơ. Đấy là mình đúng với kiểu của mình thích. Tim có đập nhanh không? Lúc đó là mình chỉ muốn tròn lúc đó. Em được cùng anh về miền biên vắng, mình sẽ sống những ngày hè những nắng.